Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đài FM nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, bên shop về cho bác cái con đài FM hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đấy, đài của nó thì nó sẽ là một cái dạng đài mà vỏ gỗ như này, rất là đẹp này, vỏ gỗ có đồng hồ luôn nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác tháo cái lẫy này ra cho em, xong bật cái đồng hồ này lên là đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy nhá. Và bên sau của nó thì nó sẽ là có cho các bác là một quả pin 18650, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đài có sẵn pin rồi, có cáp sạc cho các bác ở trong này nhá, đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác bật lên thì các bác bật cái nút này cho em này. Đó, bật cái nút này lên. Đấy, con này thì nó vừa là nguồn vừa là âm lượng nhá. Đấy. Vừa là nguồn vừa là âm lượng này. Các bác kéo anten lên cho em này. Đấy, kéo anten lên cho em, sau đó thì các bác bắt đầu dò này. Đấy. Đấy, các bác dò như này. Đấy, các bác cứ dò lần lượt như này cho em. Thì nó đúng cái tần sóng, đúng cái băng của nó này, các bác để cho em chế độ FM nhá. Đấy, để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình dò nhá. Đó, tại vì nó có cả chế độ FM, cả chế độ MP3 nhá. Các bác phải để đúng chế độ thì mới dò được. Đấy. Chương trình phát thanh vì an ninh. Chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Rất là nhiều đài các nhá. Các bác có thể dò như này. Đấy, nó sẽ ra rất là nhiều đài luôn để tùy theo các bác nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhá. Đó. 102,7 này, 98,5 này. Đấy, và các đài các tỉnh nữa luôn các bác. Các bác có thể dò chậm rãi này, nó sẽ ra nhá. Đó. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có cả đồng hồ cho các bác luôn. Có cả đài FM, cả đồng hồ luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Ngoài ra thì con này nó có cả tính năng là MP3 nha, MP3 để nghe nhạc luôn. Thì các bác có thể bắt Bluetooth và nghe nhạc bình thường nhá. Đó, bắt Bluetooth để nghe nhạc cũng rất là hay này. Và đây thì nó sẽ có chế độ cho các bác là USB này, cắm thẻ nhớ này, cắm jack 3.5 này, rồi đồng hồ này, rồi cắm sạc vào này, rất là tiện dụng luôn. Khi mà các bác muốn nghe nhạc MP3 thì các bác chỉ cần là bật nguồn lên cho em này, xong là đặt chế độ MP3 này, sau đó thì các bác bắt đầu là bật wifi của mình lên nhá. Đấy, các bác bật Bluetooth lên này. Đấy, bật Bluetooth lên, sau đó thì các bác bắt đầu dò cho em này, bật Bluetooth bắt đầu dò này. Các bác dò cho em là tên cái mã của cái đài này nó sẽ ra nhá. Đấy. Ví dụ cái mã đài này nó sẽ là NS8898BT này. Đấy, 8898BT. Thì các bác dò đúng cái mã đấy, sau đó thì các bác kết nối vào cho em là xong. Kết nối vào là mình mở nhạc mình nghe bình thường đây, MS. Đấy, đang kết nối này. Sau đó thì các bác mở nhạc lên là mình kết nối là nghe nhạc bình thường nhá. Con này thì nghe nhạc cũng rất là to luôn nhá. Đấy, nghe nhạc rất là to luôn. Thì các bác có thể kết nối để mình nghe nhạc. Thì cái tính năng này thì em cũng giới thiệu qua thôi. Còn em bán thì chủ yếu là đài FM. Còn về nhà các bác có thể tự mình kết nối mình nghe nhạc tùy theo nhu cầu và mục đích của mình nhá. Đấy, không đến nơi thì các bác dò không quen, các bác dò không được, các bác lại bảo là không nghe được MP3 thì nó mất công. Đấy, em bán thì cái chức năng chủ yếu của nó vẫn là đài FM thôi. Còn các cái chức năng khác thì các bác có thể về mình tự dò lên cho em là đài FM nhá. Đài FM giá của nó sẽ là 260k nhá. 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ keo đa năng nhá. Keo đa năng con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Một lọ này của nó sẽ là 60g và các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đấy, một lọ 60g keo trắng nhá. Đấy. Thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt và dán cả thế giới được luôn. Nên mã giúp cho em là keo đa năng, giá của nó sẽ là 15.000 cho một típ như này. Và bác nào mua từ 3 típ thì lên cho em là keo đa năng xanh này. Đấy, keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 15k trên một típ và mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy. 3 sẽ là 15.000 một típ và 3. Các bạn lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Đấy, giá thì sẽ là 20k trên một típ nhá. Xin lỗi các bác, vừa nãy em 15.000 là nhầm. Và 3 típ thì sẽ là 50k nhá. 20.000 trên một típ và 3 típ sẽ là 50.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Các bạn thích gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất.
Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô nao công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy thì các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhé, 20.000 một típ và 3 típ thì sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái khóa dây các bác nhá. Qua lên cho em là khóa dây. Con này thì bên shop luôn để mặc định nhà máy là sẽ là dãy số 0 nhá, dãy số 0 như này. Và về nhà thì các bác có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và mục đích của mình. Đó, theo nhu cầu mục đích của mình các bác nhá. Đó, đây thì chỉ cần đảo số đi là nó sẽ không mở được rồi. Và dãy số 0 là mở bình thường. Và khi các bác cài mật khẩu thì để ý cho em cái chữ set và cái mũi tên này. Đấy, các bác xoay theo cái chiều mũi tên này cho em. Xoay hết lẫy đi nhá. Đấy, bao giờ nó phải đánh tạch cái này thì mới được này. Sau đó thì em để là dãy số 9 chẳng hạn thế này. Sau đó em quay ngược trở lại này. Thì bây giờ mật khẩu mới của em sẽ là dãy số 9 nhá. Dãy số 9 như này em chỉ cần đảo một số 0 là không mở được rồi. Đó, còn mật khẩu thì các bác có thể để tùy ý nhá, 1 2 3 4 5 hoặc là các cái số ngày tháng năm sinh tùy mình. Đấy, muốn cài mật khẩu thì bây giờ em chỉ xoay cái lẫy này đi này. Xoay anh tạch cái này em để về dãy số 0 này. Mật khẩu em mà để mặc định bao giờ cũng là dãy số 0, sau đó thì em quay cái này trở lại này là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái khóa dây như này. Các bác lên cho em là khóa dây nhá, khóa dây. Giá của nó sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em là khóa dây này, đó. Khóa dây giá của nó sẽ là 80k trên một con khóa dây nhá. 80.000 cho một chiếc khóa dây nhá. Lên mã cho em là khóa dây. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là bộ móng trắng nhá. Bộ móng trắng, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là hai bấm móng này, một kéo và một rũa này. Đấy, một kéo một rũa. Đó, hàng của thương hiệu Winling của Đức đây nhá. Đấy, Winling của Đức như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho các bác, bao gồm cho các bác là một cái bấm móng thường này, một cái bấm móng khóe này và một cái nạo một cái mài này và một cái kéo như này. Bộ 4 món như này các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn, tất cả đều bằng inox đặc hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và cắt thì rất là ngon luôn nhá. Cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đấy, cắt rất là êm ái và ngon luôn. Bộ thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 món như này. 4 món như này các bác nhá. Lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá, bộ bấm móng trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ 4 món như này. Thì tính ra thì cũng chỉ vào là 45-60. Đó thì nó sẽ vào là khoảng trên 15.000 cho một cái bấm móng như này thôi, một món như này. Đấy, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Đấy, lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, bộ bấm móng trắng này. Bộ bấm móng màu trắng, bộ bấm móng trắng giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái bộ bấm móng trắng như này, 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chầm hương đốt nhá. Các bác lên cho em là chầm hương đốt. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 100 vòng luôn. Đấy, 100 vòng chầm như này. Đấy, một hộp này 100 vòng luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Một hộp này sẽ là 100 vòng như này nhá. Và chầm của nó sẽ là dòng chầm gỗ tự nhiên nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 2 vòng. Một vỉ này là 2 vòng và nó sẽ có 50 vỉ. Đấy, tức là 100 vòng như này, 100 vòng như này. Tha hồ thoải mái các bác đốt luôn. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá và rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu và đặc biệt là khi mà các bác đốt ấy thì cái thời gian đốt của nó được rất là lâu, nó sẽ là từ 2 đến 3 tiếng tùy theo cái vị trí các bác đặt và hướng gió nhá. Đấy, càng ít gió thì nó sẽ cháy càng lâu, càng ít gió cháy càng lâu. Và giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một lọ trầm hương đốt như này thôi. Lên cho em là trầm hương đốt nhá. Đấy, trầm hương này, trầm hương. Đấy, trầm hương để dùng để đốt nhá. Em gọi là trầm hương đốt. Giá của nó sẽ là 40k trên một hộp như này nhá. 40.000 trên một hộp, bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn. Đấy, 100 vòng, dùng quanh năm ngày tháng mới hết nhá, 100 vòng. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bàn chải điện này. Các bác lên cho em là bàn chải điện nhá. Thì một cái hộp bàn chải điện như này. Đấy, giá của nó sẽ là 70.000, sẽ bao gồm cho các bác là một đầu bàn chải này và bốn cái bàn chải cho bác luôn, một thân máy và bốn bàn chải nhá. Một thân máy, bốn bàn chải kèm một cái cáp sạc thì về nhà các bác cắm cái sạc vào đít này cho em. Đó. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có bốn cái đầu bàn chải siêu mềm, siêu lông tơ mềm mảnh như này. Đấy, nếu mà bây giờ các bác mà mua một cái bàn chải như này thôi, đấy, mua cái đầu bàn chải này thôi đã phải mất 15-20.000 rồi. Thế mà đây cả một cái bộ như này bao gồm bốn bàn chải này, các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì cho em. Đó. Con nào thì về, nếu nó hết pin thì về các bác sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về có thể để lâu nó hết pin. Đấy, các bác giữ lì cho em là ok nhá. Có các chế độ làm sạch làm trắng này, rồi là vệ sinh khoang miệng lưỡi này các bác nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Chạy bằng pin nhá, chạy cực kỳ là khỏe nhá. Trong này của nó sẽ có quả pin 18650, rất là bền bỉ chắc chắn và chạy rất là khỏe luôn. Một lần sạc thì các bác có thể dùng cả 7 ngày đến 10 ngày tùy theo nhu cầu các bác nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái một cái bàn chải điện như này, giá chỉ có 70.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải điện, giá của nó sẽ là 70k. 70.000 cho một con bàn chải điện như này, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là bàn chải điện nhá, giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là đấy, một cái bàn chải như này sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái đầu bàn chải nữa luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bàn chải điện này, bàn chải điện.
giá của nó sẽ là 70k. Đó, bàn trải điện này, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con bàn trải điện như này. 70k các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con máy vắt cam nhá. Máy vắt cam này, con này rất là tiện dụng luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Socani. Socani hàng của Nhật và cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn. Hàng của Nhật xuất đi khá là nhiều nước nhá. Và nó rất là nhỏ gọn như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 nhá. 270.000 cho một con máy vắt cam như này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Lên mã cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 270.000, rất tiện dụng luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này này, một thân máy như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Sonaki nhá. Đấy, trọng lượng của nó sẽ là 700 ml nhá. Đấy, dung tích là 700 ml và sử dụng điện 220V. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm điện vào sau đó thì mình đưa cam vào là mình vắt thôi. Vắt bằng tay thì nó rất là kiệt và vắt bằng máy này rất là thoải mái nhá các bác. Khi vệ sinh thì các bác chỉ cần tháo ra, vệ sinh cho em cái phần khay này thôi. Đấy, còn cái này thì nó thân máy này nó không cần phải vệ sinh. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý. Dây của nó cũng khá là dài nhá. Dây khá là dài luôn, dây khoảng 1 mét này. Khá là dài luôn thì các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em, bỏ ra cho anh còn chốc. Lên cho em là máy vắt cam. Giá của nó sẽ là máy vắt cam này. Đấy. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam giá của nó sẽ là 270k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, 270.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con vắt cam bằng tay nhá. Con này thì các bác dùng để vắt bằng tay thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 nhá. Các bác nào mà thích tập luyện cơ tay mà không thích dùng máy móc phức tạp thì dùng con này cho em. Lên cho em là vắt cam bằng tay bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn cho bác nhá. Đấy, vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay này. Con kia là vắt bằng máy nhá. Vắt cam bằng tay này. Đấy, bằng tay giá sẽ là 50k nhá. 50.000 thôi, rất là tiện. Các bác đưa vào vắt trực tiếp này là đưa ra rót ra cốc uống hoặc các bác có thể uống trực tiếp luôn. Đấy, bằng inox 304 sáng bóng đẹp và có chế độ khóa này nha. Các bác chỉ cần đặt vào này nó sẽ khóa và là cứ thế mình xoay đi thôi. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con vắt cam bằng tay như này, rất là tiện dụng. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên em lại cập nhật rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là bơm 1T và bơm 2T. Con bơm 1T này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000 cho con bơm 1T như này. Hàng của nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe, đẩy hơi và bơm rất là ngon nhá. Và nó rất là nhẹ nhàng. Thân bơm của nó thì bằng inox nhá. Thân bơm bằng inox hết này. Đấy. Bên thân bơm bên trong bằng inox, thân bên ngoài thì bằng thép sơn tĩnh điện này. Khung xương bằng thép sơn tĩnh điện cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng dây vải dù như này. Dây dù nhá. Dây bên trong của nó sẽ là dây cao su bọc dù, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, và rất là ngon lành nhá. Lên mã giúp cho em là bơm 1T. Con này thì công suất bơm của nó là được 7 cân nhá. Đấy, bơm 1T, công suất bơm của nó được 7 cân. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000 cho con bơm 1T như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là bơm 1T, giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100.000 cho con bơm 1T như này. Con này thì khá là phù hợp để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là mang đi được, nó cũng rất là nhỏ gọn. Lên cho em là bơm 1T này. Bơm 1T giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái mã bơm 1T này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mã bơm 2T nhá. Bơm 2T này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Và con này thì nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan, hàng của thương hiệu Santalay nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó là 2 xi lanh. Đấy, bơm được 10kg hơi nhá. 10kg hơi. Bơm 2 xi lanh, bơm được 10kg hơi và rất là khỏe luôn. Đó, 2 xi lanh như này. Khung xương của nó thì bằng thép sơn tĩnh điện. Đấy, piston của nó thì bằng inox như này. Đấy, và rất là khỏe luôn và đẩy hơi nhá. Santalay Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bơm cực kỳ và khỏe và đẩy hơi. Nó sẽ kèm cho các bác các cái đầu như bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại các chi tiết khác đều ok hết nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Một con bơm 2T như này nhá. Đấy, bơm 2 xi lanh như này. Có liên kết là bơm 2T. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng các bác có thể kiểm tra, lấy xe ra bơm thử, sau đó thì mình thanh toán, ok thôi. Đó, lên cho em là bơm 2T nhá. Bơm 2T, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T này, bơm 2T giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Nó sẽ là một con khăn rất là to như này, kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 70 các nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân 1m4 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Nó sẽ có là một mặt bông mịn và một mặt là bông thô nhá, một mặt bông mịn một mặt bông thô như này. Hàng siêu to, siêu êm, siêu mượt cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp. Và nó sẽ có các màu khác nhau nha, màu xanh, màu tím, màu bạc, màu ghi, nói chung là tất cả các màu. Đấy, rất tất cả các màu cho các bác luôn thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là bằng sợi bông tự nhiên nhá, khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Kích thước của nó thì nó sẽ là 70 x 1m4 nhá. Đấy, khăn khá là rộng luôn. 70 x 1m4 nó như một cái khăn choàng to, các bác có thể choàng vừa cả người luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc này, đó, khăn tắm Hàn Quốc. Giá chỉ có 40.000 thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 x 1m40 nhá. 70 x 140 cm. Đấy, kích thước to luôn. Và nó sẽ có các màu như này các bác này. Đấy, các màu, màu hồng, màu xanh đậm rồi màu xanh nhạt rồi màu màu sữa, màu bia, nói chung rất nhiều màu cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kẹo chuột coi nhá. Kẹo chuột hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện sản xuất ở Thái Lan nhé, sản xuất ở Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt nhá, hàng made in Thái Lan các bác nhá. Đó, sản xuất ở Thái Lan. Đây, toàn bộ chữ Thái hết. Các bác lên cho em là kẹo chuột nhá, rất là nhạy luôn. Đấy, con này thì chuột đàn, chuột nhà, chuột mẹ, chuột bé, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột con, chuột to đều ăn hết nhá. Đấy, nó sẽ ăn và nó sẽ giữ rủ đồng bọn đến ăn cùng và nó sẽ chết cả đàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là chuột kẹo chuột nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Số 1 của Thái Lan luôn các bác này. Đây, thị phần bán của nó là số 1 Thái Lan luôn. Bán được hơi bị nhiều luôn, nó rủ cả đàn đến ăn luôn này. Ăn xong là nằm khệnh nhá, chết luôn các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đó, kẹo chuột này. Kẹo chuột giá thì sẽ là 30k nhá. 30k cho một hộp kẹo chuột nhá. 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái keo vá tường nhá. Các bác lên xem là keo vá tường. Đấy thì nó sẽ là một hàng các loại hàng niêm phong như này, nguyên đai nguyên kiện này các bác này. Đấy. Về nhà các bác bóc vào cho em, sau đó thì các bác bôi lên các cái phần tường này. Đấy đây, cái này nó sẽ là một cái dạng keo như này các bác nhá. Đấy, các bác đẩy lên cho em này. Đấy, cái đầu này nó sẽ hơi bị mít một chút, cái đầu này nó sẽ khô, nó mít một chút này, các bác đẩy lên. Đấy, đẩy lên thì nó sẽ hết cái đầu khô này, nó sẽ ra này. Đó. Sau đó thì cái này nó sẽ là một cái dạng keo nó giống như là cái keo bả các bác nhá, keo bả. Thì các bác bôi lên các cái bề mặt tường mà nó bị thấm rột, bị bong chốc này. Đấy, bị bong chốc. Sau đó thì các bác có cái miếng gạt này, các bác gạt đi cho em này. Đấy, gạt đi cho nó nhẵn nhụi đi là xong. Đó, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là keo vá tường, giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Keo vá tường này. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một típ keo vá tường nhá. Nhà bác nào thì cũng có tường và bị bong chốc, bị bẩn hoặc là trẻ con tô vẽ thì các bác sử dụng cho em. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, các cái phần tường ổ điện, ổ điếc, các khu vực bị bong chốc thấm rột này. Đấy các bác ấy vào cho em. Đó. Chưa chống thấm. Đây các bác này. Keo bịt kín mọi khe nứt với độ bền hàng chục năm. Dễ dàng sử dụng, anh chị trám đến đâu mới ngay đến đó. Tự tin khi khách đến nhà chúc Tết ạ. Liên kết các mảng tường, lắp đậy các khe hở chỉ trong vài giây, thành phần tự nhiên không gây hại. Giá thì rẻ mà công dụng lại bất ngờ. Còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay một em để căn nhà của mình luôn như mấy anh chị ơi. Keo vá tường đa năng Nhật Bản, chữa lành mọi vết thương, hàn gắn mọi vết nứt. Số lượng có hạn, nhanh tay nhấn mua ngay để nhận nhiều ưu đãi anh chị nhé. Đây các bác cứ bôi vào này cho em là xong, rất là tiện thôi nhé. Ở đây có bán sản phẩm chữa lành vết thương cho ngôi nhà của bạn. Keo vá tường đa năng Nhật Bản, giá rẻ mà công dụng lại bất ngờ. Với công năng siêu dính siêu chống thấm, bịt kín mọi khe nứt chống rò rỉ nước tối đa, độ bền hàng chục năm. Bạn hoàn toàn tự mình làm với không gian ngôi nhà, chạm đến đâu mới đến đó, tự tin mời khách đến chơi. Thích nghi với mọi điều kiện môi trường, ẩm ướt, khô nóng, nước hay dầu vỡ. Liên kết các mảng tường gạch bị dẫn nứt, lắp đầy các khe hở chỉ trong một đốt nhặt, chống thấm nước vô địch. Thành phần đấy, tự nhiên không. Lên theo là keo vá tường giá sẽ là 40.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ thông minh. Đấy các bác lên theo là đồng hồ
đồng hồ điện tử T8 nhá. Đấy, đồng hồ điện tử T8 nó sẽ là một con đồng hồ như này, bao gồm cho các bác là một đồng hồ và một cái một đồng hồ có dây giờ đàng hoàng, kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc nhá, một cáp sạc. Đấy, mỗi cáp sạc thì về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đây mã theo chồng là đồng hồ T8 này. Đấy, sẽ bao gồm là đồng hồ dây này và một cái cáp sạc như này, một cái đốc sạc như này nhá. Đó, thì đây, con này thân của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, chứ không phải bằng nhựa đâu, thân bằng hợp kim hết, rất là ngon luôn. Về nhà thì các bác bật cắm sạc vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về 100% là hết pin hết nhá. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em là ok này. Đấy, dây kết nối vào đây rất là ngon luôn. Đây mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đấy, 100% là nó hết pin. Về nhà các bác tự sạc pin vào cho em thôi. Sạc pin vào sau đó thì mình sử dụng. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhé, chỉ có cho bác là 170.000 thôi. Lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8 giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con đồng hồ T8 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ điện tử T8. Giá sẽ là 170.000. Con này thì nó sẽ có cả các cái chức năng, ví dụ như là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi đo bước chạy. Nói chung là đồng hồ này thì các bác dùng để kiểm tra sức khỏe rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái quạt ô tô nhá. Con này thì công suất của nó là 12V. Thì nó các bác có thể dùng trực tiếp trên áp quy này. Ví dụ nhà các bác có áp quy này, hoặc là có các cái thiết bị có áp quy, hoặc là có các cái thiết bị mà liên quan đến đầu chân đầu ra 12V thì các bác sử dụng cho em. Thì con này thứ nhất là nó có thể cắm trực tiếp trên tàu ô tô, để các bác có ô tô thì bác cắm cái tàu ô tô vào cho em này. Hoặc là các bác có thể sử dụng là cái bình áp quy 12V thì phần dương là các bác đấu vào đây, còn phần âm đấu bên ngoài. Dương thì đấu cái lõi trong này cho em, và âm thì đấu bên ngoài này nhá. Đó, thì các bác về các bác chỉ việc là đấu vào là mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá. Con này thì nó sẽ là động cơ không chổi than, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô này. Đó, quạt ô tô. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một cái mã quạt ô tô như này. Rất hợp lý cho bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái viên giặt xả nhá. Cái này thì vừa để giặt vừa để xả luôn các bác nhá. Đa chức năng, vừa để giặt vừa là xả luôn. Một hộp này của nó thì sẽ là 80.000 cho một hộp, còn là mua túi lẻ như này thì sẽ là 20.000 một túi nhá. Đấy. Lên cho em là viên giặt xả này. Cái này nó sẽ là dạng viên như này, một bịch của nó là 12 viên. Các bác về các bác ném trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt cho em. Và trong máy giặt cho em là nó sẽ tự giặt thôi. Đó, thì nó sẽ bung ra và nó sẽ lẫn vào quần áo là nó sẽ tự giặt này. Đấy, con này thì nó sẽ rất là nhiều chức năng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả nhá. Đó, viên giặt xả này. Đó, viên giặt xả. Giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá. 20k trên một bịch. Đấy, còn mua cả hộp này thì giá của nó sẽ là cả hộp 5 bịch nhá. Mua cả hộp 5 bịch thì giá của nó sẽ là 80.000. Đó, cả hộp 5 bịch thì sẽ là 80k nhá. 80k cho cả hộp, còn mua lẻ thì sẽ là 20k trên một hộp. 20k trên một túi như này. Một túi này sẽ là 20k này, còn mua là một hộp 5 túi thì sẽ là 80.000. Thứ công dụng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, sạch này. Thứ hai là tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Và thứ ba là xả thơm này. Xả thơm luôn. Đó, xả rất là thơm nhá. Sạch, tẩy trắng và thơm, rất là nhiều công dụng luôn. 20.000 trên một bịch, và cả hộp này sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cả hộp này là 80.000, xin lỗi các bác. Cả hộp này sẽ là 80.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 20k trên một bịch nhá, 20k trên một bịch. Còn mua cả hộp này thì sẽ là 80.000 nhá. Cả hộp là 80k. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá. Viên giặt xả này. Viên giặt xả, cả giặt cả xả luôn nhá. Vừa giặt vừa xả luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là con dao. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ. Đây, nó sẽ là một con dao rất là bén như này. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 2 lạng. Đấy, khoảng lạng rưỡi đến 2 lạng. Dao rất là bén luôn. Đây, em dọc thử cái bóng cho bác xem nhá. Rất là bén luôn các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới. Con thái lỗ này là bao nhiêu nhỉ? Hả? 125. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Giá của nó sẽ là 125.000 này. Hàng siêu bén luôn. Đây, một cái tờ giấy rất là mủn như này mà em còn dọc được như này là các bác biết rồi. Hàng thì nó sẽ là dao của Nhật nhá, dao của Nhật siêu bén cho bác luôn. Đó, dao của Nhật siêu bén các bác luôn nhá. Đó, rất là bén các bác này. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá, rất là bén luôn các bác theo, rất là bén luôn này. Đó. Chiều dài của dao thì khoảng là 30 cm. Đấy, phần lưỡi thì dài 20 cm và chiều cao của lưỡi thì vào khoảng là 7-8 cm. Hàng của Nhật này, made in Japan các bác này, nội địa của Nhật nhá. Đó,
một nội địa của Nhật đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá, dao thái lỗ này. Đó, dao thái và nó có lỗ nhá, dao thái lỗ. 125k nhá, 125.000 trong con dao thái lỗ như này đây. Nó có cái lỗ để các bác treo dao này. Đấy, cho nên bên em gọi nó là dao thái lỗ luôn. Đó, dao thái lỗ. Thái lỗ giá của nó sẽ là 125k nhá. 125.000 cho một con dao thái lỗ như này. Con này thì rất là ngon, siêu sắc bén, hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, dao của nội địa Nhật. Siêu ngon cho các bác luôn. Siêu ngon, siêu tuyệt vời luôn. Và cái giá thì cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Rồi, ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đấy các bác nhá. Rất vui, trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi, ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em. Chúc quý cô bác anh chị có một sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như là công tác của mình. Đặc biệt là chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới. Thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác cái móc khóa bằng da nhá. Đây, cái móc khóa da bò như này. Cái này nó chỉ có một cái miếng da bò này, một miếng da bò và một cái quai như này. Thì nó sẽ có các màu này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Đó, và cái giá thì chỉ có 5k trong cái móc khóa da bò này thôi nhá. Đấy, thì con này đơn giản là về các bác treo vào cái móc khóa để cho mình dễ tìm chìa này. Đấy, nó khỏi bị thất lạc, khỏi bị mất. Nôm na như vậy. Lên cho em là móc khóa da bò nhá. Giá của nó sẽ là 5k cho một chiếc móc khóa da bò như này. Đấy, lên cho em là móc khóa da bò này. Đó, móc khóa da bò. Móc khóa này, đó, móc khóa da bò này, giá của nó sẽ là 5k nhá. 5.000 trong chiếc thôi. Đó, bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đây, các cái màu da bò tự nhiên rất là đẹp này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu. Có cho các bác là màu nâu và màu đen. Đó, màu nâu và màu đen. Hàng thì hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in USA nhá. Của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có hai màu, màu nâu và màu đen. Kích thước thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng từ 1m1 đến 1m3. Đấy, kích thước là nó sẽ ngẫu nhiên nhá. Đấy. Kích thước thì nó sẽ là ngẫu nhiên thôi, tại vì là cái hàng này nó sẽ là hàng da thật các bạn, hàng da thật cho nên là khi người ta sản xuất ấy thì nó sẽ cắt theo miếng da nhá, cắt theo miếng da. Đấy. Và nó sẽ có hai màu như này, màu đen và màu nâu. Còn mặt thì bên shop sẽ gửi mặt ngẫu nhiên thôi. Và nó sẽ là mặt đúc như này, mặt đúc nhá, mặt bằng thép đúc nhá. Và của nó sẽ là thuộc dạng con lăn nhá, thuộc dạng con lăn, rất là ngon lành cho bác luôn. Chất liệu của nó sẽ là da bò tự nhiên nhá. Da này thì em các bác về các bác có thể test đốt thử thoải mái cho em luôn. Đấy, đốt thoải mái, đốt không cháy các bác nhá. Đốt không cháy luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Hàng của Mỹ này, made in USA này. Đó, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, made in USA nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Và nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau nhá. Đây đây em đo từ đầu đến cuối này. Đấy. Nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau này. Đấy các bác thấy không? Đấy, như hai con này nó lệch nhau khoảng 5 phân này. Thì kích thước của nó sẽ là từ 1m1 đến 1m3 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò Mỹ này. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá của nó sẽ là 190k cho một con thắt lưng nhá. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng khóa con lăn như này thì nó rất là tiện dụng này. Các bác chỉ cần là đẩy vào như này cho em này, đẩy vào như này cho em. Đó, sau đó thì các bác đẩy cái con lăn này vào này, đẩy con lăn này vào là chết đứ đừ luôn các nhá, chết đứ đừ luôn. Chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên. Con này về nhà các bác có thể test lấy máy lửa ra đốt thoải mái cho em. Đấy, đốt thoải mái cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, cũng là hàng ví của Mỹ luôn và nó sẽ cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy. Made in USA các này, made in USA. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con ví da bò như này giá chỉ có 120.000 thôi. Đây, hai màu này, màu đen và màu nâu này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là kiểu dáng ví truyền thống nhá. Sẽ có cho các bác là một ngăn khóa này. Đấy, có cho các bác là một ngăn khóa như này. Chất liệu 100% da bò đây. Các bác có thể test đốt thoải mái luôn. Và có các cái ngăn phụ như này. Đấy, và có các ngăn để giấy tờ này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, ví của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là ví da bò, nó sẽ có màu đen và màu nâu và giá sẽ là 120.000. Đó, lên cho em là ví da bò nhá. Quay lên cho em là ví da bò này. Ví da bò, giá sẽ là 120k một chiếc thôi, 120.000 một chiếc ví da bò nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về xem những cái chổi này đi. Các bác lên cho em là chổi các bác lên cho em là chổi chữ nhật nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đấy, nó sẽ là một con chổi tự vắt như này. Đấy, chiều dài hình chữ nhật như này.
nguyên cái phần chổi này của nó thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ có tự vắt luôn. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cho em cái cán này vào này. Đấy, lắp cho em, xoáy cho em cái cán này vào. Đó, xoáy cán này vào này. Tiếp theo thì xoáy tiếp một cái cán nữa này. Chiều dài của nó thì khoảng 1m2, 1m3 nhá, 1m2, 1m3. Đó. Và khi các bác sử dụng thì các bác xoay đi cho em. Đó, xoay đi cho em là xong này. Đấy, đây nó có cái lẫy này. Các bác kéo đi như này này. Đấy, đây. Cái này nó kéo như này là công năng của nó là để gạt nước này, gạt rất là sạch và khô luôn. Đấy, vừa gạt vừa giặt này, vừa gạt vừa giặt như này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại như này là nó sẽ giặt và vắt cho các bác luôn. Đấy, sau đó thì các bác kéo lên như này, xoay ra là mình sẽ lau thôi. Đấy, nó rất là đơn giản như vậy nhá. Đấy, rất đơn giản như này. Con này của nó thì có xoay 360 độ luôn, xoay 360 độ các bác nhá. Đó, xoay 360 độ như này và các bác có thể dùng để lau này. Đấy, xoay để đẩy vào các ngóc ngách rất là ngon luôn. Sau đó thì mình lại đẩy vào đây mình vắt như bình thường nhá. Đấy, vắt thì các bác vắt vào đây cho em này, rất là tiện thôi này. Đấy, đẩy vào đây để mình vắt này. Khi vắt thì các bác lại đẩy vào đây cho em và đẩy cái này xuống để vắt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, rất là tiện nhá. Còn tháo gọn thì nó sẽ như này. Về nhà các bác lắp vào. Và mỗi một cái chổi này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái miếng mút nữa. Đấy, có kèm thêm một cái miếng mút như này là 2 miếng mút nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 120.000. Xin lỗi các bác, em nhầm giá nha. Con này hàng về cho các bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đó, chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con chổi chữ nhật. Đấy, hàng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải chậu rửa, chậu giếc gì cả. Phức tạp mất công nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại này sẽ là tự giặt tự vắt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật nhá. Tại vì bên shop có một cái mẫu chổi tự vắt nữa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là chổi tự vắt các nhá. Đấy, chổi tam giác tự vắt thì qua lên cho em là chổi tam giác nhá. Con này thì nó sẽ là một cái hình tam giác như này và nó cũng là thuộc cái dòng tự vắt. Về nhà thì các bác cũng xoáy vào cho em. Đấy, nó sẽ có gen như này các bác này. Về nhà các bác xoáy cái đầu này vào cho em này. Đấy, xoáy nấc như này. Chiều dài của nó thì tương đương nhau thôi, nó cũng là 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy, các bác đẩy cái này lên cho em. Đấy, tự vắt rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần kéo này nó sẽ tự vắt này. Đây nhá, nó tự vắt này các bác này. Đấy, kéo vào như này nó xoắn vào nó sẽ tự vắt này. Và xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ như này thì các bác có thể lau được tất cả các cái ngóc ngách rất là tiện luôn. Nó rất là ngon lành nhá. Và chiều dài của nó thì cũng khoảng 1m2, 1m3, nó sẽ là 3 khúc như này. Về nhà các bác xoáy vào cho em. Đó. Khi ra thì nó sẽ là 3 khúc như này các bác này. Đấy, 3 khúc như này. Rất là ngon lành luôn. Các bác có thể xoay 360 độ rất là ok nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác. Đây, tự vắt này các bác này. Đấy, các bác kéo này nó tự vắt nhá. Đấy, tự vắt tự giặt luôn. Nó cũng giống như con kia, nhưng mà một con thì nó sẽ là hình tam giác và một con thì nó sẽ là hình chữ nhật. Thì con này các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Đấy, chổi tam giác tự vắt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con chổi tam giác tự vắt như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Con này thì sẽ là 100k. Con này thì sẽ có một miếng mút thôi nhá. Đấy, một miếng mút thôi. Còn nếu các bác mua kèm thì bên shop sẽ bán cho các bác là 25.000 cho một cái miếng mút như này nhá. 25.000 cho một cái miếng lót như này. Miếng thay như này thì các bác có thể sử dụng để mình thay thế, nó cũng rất là hợp lý. Miếng lót này thì 25.000. Đấy, còn con kia thì nó sẽ có kèm cho các bác là hai miếng lót luôn. Đấy, kèm một miếng và kèm thêm một miếng nữa, tức là khi các bác nhận được là sẽ có hai miếng lót. Còn con này thì các bác phải mua kèm thêm là sẽ là 25.000. Lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Chổi tam giác này. Chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con chổi tam giác. Còn con tự vắt kia thì giá của nó sẽ là 80.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Các bác lên xem là bàn chải Hàn Quốc này. Đấy, thì nó sẽ là được làm từ sợi than tre nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc được làm từ sợi than tre. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo 20.000 là 4 chiếc nhá. 20.000 4 chiếc. Đấy. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 30 cái nhá. Hộp 30 cái này thì bên shop sẽ bán cho bác với giá đó là 110.000 cho một hộp 30 chiếc. Ở đây thì nó sẽ là được làm từ than tre hoạt tính nhá. Đấy, đầu bàn chải này thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, cực kỳ là mềm. Đấy, mềm mịn, đánh răng thì chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Bác nào viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng dùng cái bàn chải này nó rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, đến từ Hàn Quốc các bác này, Korea nhá. Con này thì nó đang bán ở trong các siêu thị của Việt Nam mình là 36.000 này. 36.000 cho một chiếc như này. Đó, hàng của Hàn Quốc, Korea đây. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, được làm từ sợi than tre nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái nhá. Hộp này là 30 cái này. Đấy, 30 chiếc này. Đấy, hàng của Hàn Quốc hết nhá. Hộp 30 cái. 30 cái thì giá của nó sẽ là bằng 110k nhá, 110.000. 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và còn 4 cái thì sẽ là bằng 20.000 nhá. 20.000 cho 4 chiếc. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 và 30 cái sẽ là 110.000. Đó, bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Bộ này thì nó sẽ dao động là từ 30 đến 35 lưỡi tùy theo lô nhá. Có lô thì 30, có lô thì sẽ là 35 các bạn. Đấy, nó sẽ dao động tùy theo lô.
thì hàng nó về theo lô thì em cũng cứ nói áng chừng vậy, có lô thì là 30, có lô thì 35 và có lô thì nó lại là 36 lưỡi, thì tùy theo thôi. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một bàn cạo này, một bàn cạo một hộp kem này, một bàn cạo một hộp kem, kèm cho các bác là tầm khoảng từ 30 lưỡi nhá, thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi như này. Đấy, bộ 30 lưỡi như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lấy lưỡi ra lắp vào cho em. Đấy, bộ đôi lưỡi kép như này, bộ đôi lưỡi kép này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Về nhà các bác lắp vào bàn cạo là mình dùng thôi. Đấy. Thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi, 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem, 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ gửi đến cho các bác giá là 60.000 nhá, 60.000. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Đấy. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 30k nhá. À 60.000 các bác nhá. 60.000 cho bộ 30 lưỡi kem như này, giá sẽ là 60k nhá. Đấy, em xin lỗi nhầm, 60.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lon chày nhá. Đấy, bộ lon chày như này thì các bác lên cho em là lon chày 10, các bác lên cho em là lon chày 13 nhá, 13. Con này thì đường kính của nó sẽ là 13 cm. Đấy, lên cho em là bộ lon chày 13 nhá. Đấy, lon chày 13. Đấy, đường kính của nó là 13 cm, rất là to khủng khiếp luôn các nhá. Đấy, rất to khủng khiếp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, rất là to luôn, hàng bằng inox 304 nhá, inox 304 cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, lên mã cho em là bộ lon chày 13, lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000 cho một cái bộ lon chày 13 như này. Bộ này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt gia đình nhà mình, như là giã cua này, rồi giã hành, giã tỏi, rồi nói chung là giã lạc, giã bừng, nói chung là ok hết nhá. Bằng inox 304, đường kính của nó sẽ là 13 cm nhá, 12,7 tức là 13 cm. Và có nắp như này. Đấy, và có nắp như này các bác này. Khi mà đã có nắp như này rồi thì các bác sử dụng nó rất là tiện này. Đấy, có nắp này sử dụng nó rất là tiện, nó không bị bắn các thứ ra ngoài nhá. Khi mình giã nó không bị bắn ra ngoài. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ lon chày 13 nhá, lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên cho em là lon chày 13 này. Đó, lon chày 13 nhá. Lon chày 13 giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cái bộ lon chày 13 như này. Rất là tuyệt vời ông mặt trời cho các bác luôn. Đó, 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lọc rác các bác nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác bằng inox như này. Lên cho em là lọc rác inox, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, cái lọc rác inox này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 15.000 trong chiếc như này nhá. Các bác lên cho em là lọc rác inox này. Đó. Lọc rác inox nhá, lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k nhá. 15.000 cho một con lọc rác inox như này. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt gia đình nhà mình. Đấy, thì đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Này, đấy. Không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa. Độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu gom sạch cẩn thức ăn thừa, không làm tắc bồn rửa, không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa. Độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu. Các bạn hãy lên cho em là lọc rác inox nhá. Giá của nó sẽ là 15k rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục lên các mã hàng để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng em gửi đến các bác bom các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chảo gang nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Con này thì các bác lên xem là chảo 13, đường kính của nó là 13 cm nhá. Đấy. Nó sẽ có cán như này các bác này, có cán như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong. Lắp vào này sau đó thì xoáy cái cán này vào cho em là xong này. Đó. Xoáy cán này vào cho em là xong nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Thì uống nước đi. Uống nốt nước đi. Thì lên mã cho em là chảo 13 nhá. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái chảo 13 như này. Các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì lên cho em là chảo gang 13, đường kính của nó là 13 cm nhá. Chảo gang 13, đường kính là 13 cm. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm các cái món hầm hoặc là ninh, hoặc là nói chung là nó bằng gang như này thì nó giữ nhiệt rất là lâu, cho nên là các bác có thể dùng tùy ý. Lên mã giúp cho em là chảo gang 13. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
lên mã giúp cho em là chảo gang 13 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 80k. Đấy, đây các bác lên mã giúp cho em là chảo gang 13 sen này. Chảo gang 13 sen, giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con chảo gang 13 sen như này. Đấy, giá chỉ có 80.000 thôi. Cán của nó sẽ là bằng gỗ nhá, bằng gỗ. Đấy, được thiết kế cực kỳ là tinh xảo và chắc chắn luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá. Có hai cái phần quai này để các bác rót nước này. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng chảo cao cấp hơn, nó sẽ to hơn một chút. Đó là cái chảo gang 24 nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 24 cm. Đấy, lên cho em là chảo gang 24. Đó. Thì bên shop có hai mẫu chảo gang, một mẫu là con này nó cũng có quai kiếp như này đầy đủ cho bác luôn nhá. Đấy, tem mác các thứ toàn chữ Nhật hết này. Qua theo. Đấy, tem mác toàn chữ Nhật hết nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Và nó cũng có quai sẵn như này nhá. Có quai sẵn như này. Về nhà các bác chỉ việc là lắp vào cho em là xong thôi. Đấy, lắp vào sau đó thì mình xoáy vào. Nó cũng giống như con bé kia. Đấy, đây con này. Lắp vào sau đó thì xoáy vào cho em là xong. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 155.000 nhá. 155.000 cho cái chảo gang 24 như này. Các bác lên cho em là chảo gang 24, đường kính của nó là 24 cm. Con này thì siêu nặng luôn, rất là dày các bác này. Cái này thì các bác dùng để mình buổi sáng đến, hoặc là các bác có thể rang lạc này, hoặc là mình làm cơm chiên, cơm chiếc, cơm cháy chiếc đều ok hết nhá. Giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Hoặc là các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết các kiểu con là điều được luôn. Đó, rất là ngon lành cành đào như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là chảo gang 24 nhá. Chảo gang 24 155.000. Đường kính của nó sẽ là 24 cm nhá. 24 cm. Đó. Lên cho em là chảo gang 24. Đó. Chảo gang 24 này. Chảo gang 24 cm. Giá sẽ là 155k nhá. 155k cho cái chảo gang 24 cm. Một con bé là 13, còn con này là 24 cm nhá. Đó. Rất là nặng luôn. Con này thì nó phải nặng khoảng 1,4 cân đến 1,5 cân nhá. Khá là nặng đấy các bạn. Đấy. Con này của nó là nặng gần 1,5 cân cầm trên cái chảo Nhật. Con này nặng gần 1,5 cân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, nó sẽ gửi đến cho các bác cái giá đó là 155.000 nhá. 155.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái chảo rán của Nhật đây. Đấy. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Các bác lên cho em là chảo rán 28 cm nhá. Đấy, con này thì cán của nó cũng bằng gỗ. Đấy. Lên mã giúp cho em là chảo rán 28 cm. Đấy, đường kính của nó. Đây, cán của nó cũng bằng gỗ như này. Đấy, đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đánh nhám chống dính các bác này. Về nhà các bác chỉ cần lắp cho em cái quai này vào là xong này. Lắp quai này vào xoáy vào cho em là xong. Đó. Lắp quai này vào xong xoáy vào cho em là xong nhá. Đấy, các bác sạc cho em cái quai này vào xoáy vào cho em là xong. Đó, xoáy vào như này là ok nhá. Đó, đây. Nó sẽ là một con chảo rất là đẹp như này. Con này thì cũng rất là dày luôn, siêu dày các bác nhá. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Rất là dày luôn các bác này. Đấy. Đây. Các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Nghe tiếng kêu là mình biết rồi. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Khá dày dẫn chắc chắn luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Siêu hạt rẻ cho bác luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn. Đó. Con này thì giá chỉ có 150.000 thôi, 150k. Đấy, 150k đợt này thì sẽ về cho các bác cái giá nó sẽ tốt hơn một chút, nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, lên mã giúp cho em là chảo rán 28 nhá. Đấy, chảo rán 28. Chảo rán 28 giá của nó sẽ là có đánh nhám chống dính nhá. Có đánh nhám chống dính luôn các bác nhá. Đây, có đánh nhám chống dính này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Giá tương đối tốt cho các bác luôn. Lên cho em là chảo rán 28 nhá. Đấy, chảo rán này, chảo rán 28, giá của 28 cm, giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái chảo rán 28 cm như này. Rồi, ok. Chỗ em đang mưa nó hơi ồn, các bác chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sơn inox nhá. Đấy, thì một cái lọ sơn inox như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 của nhá. 80.000 cho một lọ sơn inox như này. Đấy, con này thì nó dùng rất là tiện luôn. Đây, các bác có thể sơn xịt lên các cái bề mặt, ví dụ như là sắt thép hoặc là các cái bề mặt mà bị rỉ sét các bác này. Đấy, các bác xịt lên cho em như này. Đó. Đây. Đấy. Thì con này của nó sẽ là rất là tốt luôn. Đấy. Thì đây, cái bề mặt inox như này em xịt lên này, hoặc là các bác có thể xịt lên sắt thép này, các cái bề mặt để mình xịt lên nó sẽ chống cho các bác là
ăn mòn cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thì chuyên chống ăn mòn nhá, chuyên chống ăn mòn cực kỳ là tốt luôn. Ăn mòn dỉ sét. Các bác ở bên dùng ở bên gọi là bên tàu biển, tàu biếc hoặc các cái vị trí nào mà cổng cửa bị dỉ sét, bị ăn mòn, các bác xịt vào cho em cực kỳ tốt luôn. Đấy, chuyên sơn này thì chuyên xịt chống ăn mòn rất là tốt luôn nhá. Đấy, nó sẽ là inox 318 này. Đấy, inox 318 nhá. Dung tích của nó là 180g và 350 lít nhá. Inox 318 con này, inox 318. Nó sẽ là cái sơn inox các bác nhá. Lên cho em là sơn inox, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, các bác lên cho em là sơn inox này. Đó, lên mã giúp cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k cho một cái bình sơn inox như này. 80.000 cho một cái bình sơn inox như này nhá. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Đây các bác xem này. Đấy, em sơn lên một tí là nó sẽ đây. Đấy các bác theo. Nó sẽ phủ một cái lớp sơn lên và tráng lên bề mặt để nó chống cho bị ăn mòn, bị dỉ sét rất là tốt. Lên cho em là sơn inox giá chỉ có 80.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Đấy thì một túi này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn, chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một túi 10 viên như này. Đây nó sẽ là dạng túi như này. Đấy và cái viên này, cái này của nó sẽ là dạng là túi lưới nhá, túi lưới nó sẽ tự tan. Đấy thì các bác cứ thả cái viên này vào trong cái bồn cầu nhà mình là cái nước nó sẽ ra màu xanh. Thì cái này công dụng của nó rất là nhiều các cái công dụng khác nhau. Đấy thì đây em sẽ lên cái công dụng chi tiết cho các bác xem. Đấy, thứ nhất các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Đấy, một túi này của nó thì sẽ bao gồm là 10 viên và giá sẽ là 15k cho một túi như này nhá. Đấy, công dụng thứ nhất là sạch này. Đấy, sạch này, thứ hai là thơm này. Thơm này, thứ ba là diệt khuẩn này. Đấy, sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Thì rất là tốt luôn các bác cứ. Các bác mỗi tháng các bác thả cho em một viên. Mỗi tháng các bác thả cho em một viên vào cái bồn cầu nhà mình là nó sẽ sạch thơm luôn các bác nhá. Đấy. Sạch thơm và diệt khuẩn rất là tốt luôn. Và nó ra cái nước màu xanh cũng rất là đẹp, màu xanh như xanh nước biển các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi thả bồn cầu, giá sẽ là 15.000 nhá. 15.000 cho một túi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái giấy lau giày nhá. Giấy lau giày thì bên shop bán sẽ là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 cho một bịch giấy lau giày như này các bác nhá. Đấy. Bán sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Thì cái giấy này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái loại giấy nó đã tẩm sẵn các cái xà bông các thứ vào đây rồi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc lau này thôi. Đó, lau như này. Đấy, các bác cứ lau như này là nó sẽ sạch hết nhá. Đấy, kể cả tay em vừa nãy dính sơn đây này. Đấy, tay em vừa dính sơn mà em lau này nó cũng sạch hết luôn. Ở đây thì nó sẽ đã có tẩm sẵn xà bông, xà phòng cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lau đi cho em là xong. Đây nhá. Đấy. Đây, ví dụ như đây cái biển này của em đang bẩn, nó đang dính chữ này. Đấy, em lau đi nhá. Đấy, lau đi là nó sẽ sạch luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, lau là nó sẽ sạch dần như này. Đấy các bác này. Đấy, nó sẽ mài mòn đi và nó sẽ sạch dần đi nhá. Đó. Thì giày dép các thứ các bác mà bị bẩn các bác cũng dùng cái này lau cho em rất là tiện luôn. Chuyên để lau giày các bác không phải giặt nữa. Đấy thì nó rất là sạch, đảm bảo cho các bác nhanh gọn không phải giặt, giặt giày nhiều nó ẩm ướt nó sẽ nhanh hỏng nhá. Đây các bác này, đấy ví dụ như cái đôi giày mà bị bẩn bị đấy, các bác xem. Đây này. Đấy. Đây này, kể cả là đây là viết bút vào đây này, viết bút vào lau nó còn sạch luôn, các bác thấy không? Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, và giá thì rất hợp lý nhá. Có thể nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với đây. Mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười như mình đây. Chỉ việc lấy giấy ướt ra xong rồi lau cái đôi giày thôi, thế là nó có cái lớp bọt như này này. Là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi ấy. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này ấy, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn. Rất là đẹp, sáng bóng luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái búa vàng các bác này. Đây, nó sẽ là một con búa như này. Kích thước chiều dài của nó thì vào khoảng là 15cm nhá. Và nó sẽ là hàng đấy, hàng mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy thì ở đây của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít này. Một đầu tô vít này. Đấy, một cái thân búa xoáy ra sẽ là một đầu tô vít này. Tiếp theo xoáy ra thì nó lại là một cái đầu tô vít nữa này. Đấy, lại là một đầu tô vít nữa nhá. Đó, lại là một đầu tô vít nữa luôn. Nó rất là tiện. Đấy, trong này nó sẽ có cho các bác là một cái đầu tô vít ở trong lõi nữa. Như vậy của nó khi mà mình xoáy ra thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 chi tiết như này. Một cái đầu vít này. Đấy. Một cái đầu mũi ba khe này và một đầu vít nhỏ nữa này. Đấy. Con này thì rất là tiện nhá. Đây.
bỏ vào đây này. Đấy, các bác có thể bỏ vào đây, rất là tiện luôn, và xoáy vào này. Thì con này các bác có thể dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là búa vàng bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là búa vàng nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để làm thợ làm nghề rất là ok này. Đấy, xoáy ra cho em. Đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con tu vít dẹt, dẹt to này. Đấy. Xoáy ra tiếp thì nó lại có cho các bác là một cái con vít dẹt bé này. Đấy, một vít dẹt bé như này. Và xoáy ra nữa thì nó lại có cho các bác là một cái vít như này các bác này. Đấy, một cái vít múi như này, các bác có thể xoáy vào đây để mình sử dụng này. Rất là đa di năng và rất là tiện luôn nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con búa vàng như này nhá. Rất hợp lý cho các bác luôn và nhiều chức năng. Đấy, nhiều chức năng, nhiều công năng sử dụng luôn. Đấy, rất hợp lý các bác. Đấy, rất là đa di năng luôn. Đây, chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 17 cm và con búa này thì nó sẽ là bằng một cái ngón tay trỏ như này nhá, bằng ngón tay trỏ như này. Lên cho em là búa vàng, giá của nó sẽ là đây, các bác lên cho em là búa vàng nhé. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con búa vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là búa vàng này. Búa vàng giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con búa vàng nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bọc yên nhá. Các bác lên cho em là bọc yên. Con này thì yên to, yên nhỏ, yên lớn, yên bé, yên mẹ, yên con, xe SH, xe đạp điện rồi xe lít, xe tay ga là vừa hết nhá. Xe nhỏ, xe to đều vừa hết. Tại vì nó có chun co giãn như này. Và nó sẽ có cái phần như này để các bác đai lại này. Đấy, các bác có thể đai lại rất là tiện luôn. Đó, lên mã giúp cho em là bọc yên. Giá sẽ là 50.000 cho một cái con bọc yên như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt. Bọc lên xe cổ để mình đi lại nhá. Lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Bọc yên giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bọc yên như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bạn này, nó sẽ có dây chun co giãn này. Đấy, và có đai như này. Các bác có thể bọc lên xe rất là tốt luôn để giảm độ nóng này, chống nước này. Đấy, bọc lên cái yên xe như này rất là tiện dụng các bác thấy không? Đó. Các bác lên trên là bọc yên, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một con bọc yên như này. Đấy, chống được cả nước luôn. Bọc lên rất là ngon các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini các bác nhá. Các bác lên trên là khoan mini. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ khoan mini như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tay máy khoan này. Một tay máy khoan như này các bác nhá. Đấy, một tay máy khoan như này. Hàng này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, đây thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít các thứ này. Đấy, các đầu vít các kiểu này. Đấy, các bác dùng để mình dùng nó rất là ok luôn và máy chạy cực kỳ là khỏe nhá. Đấy. 180.000 cho bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này, 30 đầu vít này, 30 đầu vít khác nhau nhá, vuông, tròn, ba khe, lục giác đầy đủ cả này. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái con tay công như này nhá, một cái tay ngoắt nghéo như này, một tay ngoắt nghéo như này. Đấy, rồi sẽ có cho các bác là các cái đầu khẩu lục giác các bác này, đây, đấy các cái đầu lục giác này, đầu lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này và có cả mũi khoan luôn nhá, có cả mũi khoan luôn, tay công, tay nối dài như này. Đấy, một cái bộ rất là chất lượng xịn sò như này. Đây, có cả đảo chiều luôn coi nhá, có cả đảo chiều luôn. Đó. Con này thì rất là tiện nhá. Đấy. Các bác có thể dùng xoay thẳng như này được nhỉ. Đấy, con này hình như nó có thể xoay thẳng được đây. Đấy, các bác có thể xoay thẳng như này được này. Đấy. Xoay thẳng này để mình làm vít cho nó tiện này. Đấy, làm vít thì các bác bóp tay này cho nên này chị em. Đó. Bóp tay này chị em nhá. Đó, đây. Như này là xoay thẳng này. Các bác nhấp cái lẫy này thì nó lại xoay chéo trở lại này. Đấy, lại xoay trở lại như này. Rất là tiện luôn. Hàng khá là thông minh luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Các bác ấn cái chữ plus này cho em nhá. Sau đó thì xoay đi như này nhá. Thì nó sẽ là ra một cái khoan thẳng như này này. Đấy, ra một cái khoan thẳng như này. Các bác thấy không? Ra một khoan thẳng như này thì các bác có thể dùng rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Đầu cắm sạc ở đít này nhá. Cắm sạc ở đít này, rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, hoặc các bác có thể lại đảo lại như này. Đảo lại như này. Khi đảo thì các bác nhấn cái này cho em nhá. Xoay trở lại như này. Đấy, thì nó sẽ là một cái khoan hình chữ T như này nhá. Đấy, hình chữ L như này, rất là ngon luôn. Giá rất hợp lý nhá. Rồi ok. Lên cho em là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini này. Đó. Khoan mini giá sẽ là 180.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô mic các bác nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là mic karaoke thì bên shop có hai dòng, một dòng là của Nhật và một dòng là của Mỹ. Đó. Thì em sẽ lên cho bác cái mic của Nhật trước. Mic Nhật này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Cả mic, cả dây đều là hàng made in Japan hết các bác này. Đây, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, made in Japan này. Đó, rất cao cấp cho các bác luôn.
Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một mic và một dây như này, một mic một dây. Dây thì nó sẽ dài từ khoảng từ 4 đến 5 mét, có lô thì 4 mét rưỡi, có lô thì 4 mét 8, có lô thì 5 mét, cho nên là em cũng không có nói chính xác. Để về nhà nhiều bác kỹ tính này, đo đạc tính toán rất là kỹ, cho nên là lại bảo là bán thừa bán thiếu. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Tomahawa Made in Japan cho bác nhá. Đấy, Tomahawa Made in Japan. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá, mic dây Nhật. Giá của nó sẽ là 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào âm ly test thử, ok thì thanh toán nhá. Đó. Lên cho em là mic dây Nhật nhá, mic dây Nhật. Chả đi đâu mà mua được 230.000 cho một con mic như này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Chất âm của nó thì cực kỳ là hay, trầm ấm nhá, công tắc đóng ngắt này. Đấy, phần đầu thu âm của nó thì được dập đột cực kỳ là kỹ càng luôn. Đây, dập đột cực kỳ kỹ càng nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó. Rất đầy đủ cho các bác luôn, rất đầy đủ chi tiết cho bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con mic dây Nhật như này giá của nó chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Tomahawa Made in Japan, âm thanh cực kỳ là hay luôn. Đấy, dây thì mềm nhá, dây thì mềm, đầu kết nối các thứ cực kỳ chắc chắn luôn. Và ngoài ra thì các bác muốn cái phân khúc cao cấp hơn một chút thì bên em có cái dòng của thương hiệu JBL các bác này. Đây, hàng của JBL nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu JBL này, mã mic của nó đây. Con này thì sẽ là 280.000 cho một em nhá, 280.000 cho một em. Con này thì nguyên cái khâu đóng gói của nó cũng đã khẳng định hàng chất lượng rồi. Và giá thì cũng rất là hợp lý cho bác thôi. Một con mic JBL như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 280.000, hàng của Mỹ nhá. Made in USA cho các bác luôn. Đó, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic JBL này các này, Made in USA này. Đó, Made in USA. Cả mic cả dây đều là hàng Made in USA hết nhá. Đây. Đấy, Made in USA các bác này. Dây thì cũng dài từ 4 đến 5 mét và rất là mềm luôn, rất mềm. Đấy, ưu điểm của dây rất là mềm, chất âm thì vang trầm ấm các bác nhá, vang trầm ấm. Đấy các bác thấy không? Chất liệu thân của mic này đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, đầu mic thu âm cực kỳ là ngon luôn. Made in USA các bác này. Đó, Made in USA này các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá thanh lý siêu thị cực kỳ là tốt luôn. Đó. Hàng thanh lý trong các hệ thống siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới còn 99% nhá. Đấy. Cả mic cả dây như này, hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 cho một con mic dây của Mỹ như này. Các bác lên cho là mic JBL Mỹ nhá, mic JBL Mỹ. Đấy, giá thì sẽ là 280k cho một em. Và cũng bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác tha hồ thoải mái kiểm tra. Đấy, hát thử và thanh toán nhá. Đấy, hát thử và thanh toán cho em luôn. Lên cho em là các bác lên cho em là mic dây Mỹ nhá. Đó. Mic dây này. Mic dây JBL Mỹ này, JBL Mỹ 280k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Mic dây JBL Mỹ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. Đấy. Có lô thì về 35, thì nói chung là được lô nào thì ăn lô đấy thôi. Chứ em cũng không có nói chính xác là 30 hay là 35, 36 gì cả. Để tránh cái việc là có lô thì nó về 35, có lô thì về 30. Đấy, đây thì nó sẽ là hai vỉ như này, 1 2 3 4 5 6. Đấy. 6 nhân với lại 3 là 18, 18 nhân với 2 là vào 36 lưỡi. Đấy, có lô thì 30, có lô thì 35, có lô thì 36. Đây, nó sẽ là lưỡi như này. Đấy, có 30 lưỡi như này, kèm cho các bác là một cái lọ kem để các bác bôi cho nó chống rát. Đấy, chống rát. Và một cái thân bàn cạo như này, các bác lắp vào cho em nhé, lắp vào đây cho em. Đấy, nhấp vào đây cho em này là xong. Đấy, ui xì, quá rẻ mạt luôn các bác nhé. Combo cho bác như này, cạo râu riết cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mềm mượt nhá, cạo râu cực kỳ là ngon luôn. Đấy, em vừa cạo đây, rất là ngon luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem, một cái bộ lưỡi kem như này. Bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 60.000 các bác nhá, 60.000. 60.000 mà các bác được một bàn cạo này, 30 lưỡi này. Đấy. Một bàn cạo 30 lưỡi và một lọ kem. Đấy, nói chung là tính ra các bác mua thì 30 lưỡi rồi. 60.000 cho 30 cái lưỡi như này. Đấy. Như cái lô này về là 36 lưỡi nhá, nhưng có lô là 30. Em cũng nói thẳng thế luôn cho các bác khỏi phải lăn tăn. Đấy, có lô nào thì các bác nhận được lô nào thì ăn lô đấy thôi. Đấy.
thì các bác lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá 60.000. 60.000 cho 30 cái lưỡi kèm một bàn cạo, kèm một cái lọ kem nữa. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, bộ lưỡi. Bộ lưỡi kèm kem luôn thì lên cho em là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000, giá rất rẻ mạt cho bác luôn. Sản phẩm theo tiếp trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái con dao gọt nhá, hàng của thương hiệu Asaka Japan con này, Asaka Japan. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con dao gọt như này. Đấy, Asaka Japan, hàng nội địa của Nhật này, liền thân này, dập riếc cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đó, và cái giá thì bên shop cũng đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là mềm mại luôn. Đây, dao rất là bén các bác nhá. Đấy, dao siêu bén cho các bác luôn. Như này là rất là ok rồi các bác nhá. Đấy. Hàng như này thì khỏi phải bàn rồi. Dao rất bén luôn. Đó. Rất là bén các bác nhá. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Như này là chấm hết rồi. Về nhà các bác gọt hoa quả các thứ, dùng dao sắc quá cũng không an toàn, lại đứt tay các bác nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ nhá, dao gọt gỗ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con dao gọt gỗ như này. Đấy. Lên cho em là gọt gỗ, giá sẽ là 40.000. Đó, lên cho em là dao gọt gỗ này. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40.000 trên một chiếc nhá. 40.000 trên một chiếc dao gọt gỗ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu 70.000 cho một hộp như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 viên. 6 viên đá vĩnh cửu này, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ là một cái dòng đá mà giúp mà cho các bác uống rượu, uống bia hoặc là uống nước ngọt nó sẽ không bị tan ra, thì nó sẽ rất là tốt. Về nhà các bác vệ sinh cho em, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh nhá. Khi nào các bác cần thì mình chỉ cần gắp ra như này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là đá vĩnh cửu, một hộp này của nó sẽ là 7 viên, hàng thương hiệu Winling của Đức và giá thì chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000 thôi. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Đó. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70.000 trên một hộp nhá. Thì đơn giản thôi. Về nhà các bác vệ sinh đi xong bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh, khi nào mình cần sử dụng thì mình lấy ra. Đấy, mình bỏ trực tiếp vào cốc rượu, cốc bia hoặc là các cái vị trí nào mình cần thì mình sử dụng nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm. Đó là cái các bác lên cho em là cái này tên nó là cái gì nhỉ? Chảo gì nhỉ? Các bác lên cho em là chảo ốp la nhá. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái quai như này. Đấy, một cái quai như này, về nhà các bác chỉ cần sập ở đây cho em, sau đó thì mình xoáy ốc vào nhá. Đấy, sập ở đây sau đó thì mình xoáy ốc vào cho em là xong. Đó, rất là ngon. Thì cái chảo này của nó thì nó sẽ ốp được cho các bác là 4 quả trứng một lúc luôn. 4 quả trứng một lúc nhá, và rất là tiện dụng nhá. Chảo thì tráng đá chống dính này. Con này thì các bác dùng để ốp trứng hoặc là tráng bánh hoặc là làm bánh đều là ok hết nhá. Đấy, làm bánh đều là ok hết luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là chảo ốp la. Giá của nó thì chỉ có 80 cành cho một con chảo ốp la như này thôi. 80.000 cho một con chảo ốp la như này các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la nhá. Lên cho em là chảo ốp la. Đấy, về nhà thì em có gửi sẵn ốc cho các bác, về các bác bắt ốc vít vào đây cho em là xong. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là chảo ốp la nhá. Giá của bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. Chảo ốp la này. Chảo ốp la. Ốp la giá sẽ là 80.000. Đấy, một lần tráng thì các bác sẽ được 4 quả trứng hoặc là 4 cái bánh nhá. 4 quả trứng hoặc 4 cái bánh rất là ngon luôn. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng, mà cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 80.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả các bác nhá. Qua lên cho em là xiên hoa quả. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là 10 cây nhá, 10 cây. Hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Một hộp này là 10 cây. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một hộp xiên hoa quả như này. Hộp 10 cây, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức đây, rất đẹp, rất hợp lý cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một cái hộp xiên hoa quả như này, bao gồm là 10 chiếc. Tính ra là các bác mua chỉ mất có 5.000 một chiếc này thôi, 10 cái luôn. Thì ví dụ như là các bác ăn cơm xong mình ăn hoa quả, hoặc là mình ăn hoa quả thì mình lấy ra mình sử dụng nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Lên cho em đó là xiên hoa quả này. Các bác lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái hộp xiên hoa quả. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái
bộ 5 đĩa nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Giá của nó sẽ là 120.000. Đấy, kích thước thì có con to nhất của nó sẽ là vào khoảng là 24 cm. To nhất thì nó vào khoảng là 24 cm nhá. Đấy, 24 cm. Và con nhỏ nhất thì nó vào khoảng là 12 cm gì đấy các bạn. Bộ này của nó bao gồm là 5 đĩa. Nói chung là thoải mái cho các bác sử dụng này. Các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn này, đựng giò, rồi đựng gia vị, các loại đều ok hết nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 cái đĩa như này. Rất xuất sắc luôn các bạn, rất xuất sắc luôn. Hàng của thương hiệu Winling, hay hình người của Đức nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa nhá, bộ 5 đĩa tròn. Giá của nó sẽ là bộ 5 đĩa này. Đấy, bộ 5 đĩa tròn giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Đố các bác đi đâu mà mua được cho em một cái bộ đĩa đẹp như này mà giá chỉ có 120.000 thôi. Hàng này không phải là hàng mỏng đâu nhá, khá là dày dẫn và chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Và nó có tới cho các bác là 5 cái đĩa liền, 5 đĩa liền tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Cực kỳ là ngon lành cành đào luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 5 đĩa luôn. Con to này khoảng 24 và con nhỏ này khoảng 12 nhá, 12. Đó, thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 cái đĩa như này. Thì các bác có thể dùng để ăn lẩu, ăn nước hoặc là chế biến đồ ăn. Một mâm cỗ là có một bộ khay này là ok rồi. Nhà có khách có khứa rất là tiện. Đựng xôi, đựng giò, đựng chả, đựng gia vị, rồi nói chung là tất tuốt các kiểu con này đều luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy cạo râu. Hàng của thương hiệu Zandu nhé, hàng của thương hiệu Zandu. Đó, con này thì các bác lên cho em là máy cạo râu Zandu. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác rồi. Sẽ kèm cho các bác là một thân máy này, một thân máy này, và nó sẽ có cho các bác là cái này để tăng đơ. Khi mà râu dài thì các bác tăng đơ đi cho em này. Đấy, cái phần này để các bác đẩy ra cắm sạc trực tiếp điện 220V này. Đấy, 50Hz điện 220V và công suất của nó sẽ là 3W, sử dụng liên tục trong vòng từ 8 đến 16 tiếng nhá. Đấy, liên tục trong vòng từ 8 đến 16 tiếng này. Ở đây thì nó sẽ có cái phần tăng đơ này, thì râu dài thì các bác dùng cái phần tăng đơ này cho em. Sau đó thì mình đẩy cái tăng đơ này xuống, mình dùng để cạo râu, thì đây, cái phần này sẽ là cạo râu này. Các bác nghe cái tiếng râu em cạo nó đứt là các bác cảm nhận được nhá. Đấy, bác thấy không? Đây, râu nó đứt này. Đấy, râu nó đứt rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó, giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. Râu nó đứt nó bong đây các bác này. Đấy, đây các bác này. Đây, râu nó đứt này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, râu nó đứt đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy cạo râu Zandu 90.000. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi nữa. Nếu bác nào lấy thêm màng và lưỡi thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ, bao gồm cả màng cả lưỡi. Thì đây nó sẽ là cái phần màu vàng này là sẽ là cái màng này. Còn đây nó sẽ là lưỡi này. Đấy, cái phần màu vàng này là cái màng nhá, cái màng này, và cái phần này nó sẽ là cái lưỡi đây. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái bộ cả màng cả lưỡi nhá. Các bác lên cho em là máy cạo râu Zandu. Đó, máy cạo râu Zandu. Giá của nó sẽ là 90.000. Đấy. Máy cạo râu Zandu này. Máy cạo râu này. Zandu nhá. Đó. Zandu giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Còn màng cộng với lưỡi này. Màng cộng lưỡi thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái bộ màng cộng lưỡi như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sen cao su nhá. Con này thì các bác vừa dùng để làm sen tắm, vừa dùng để massage, thư giãn cho cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ là một con sen cao su như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan con này. Chữ khắc chìm trên thân luôn. Ở đây thì nó sẽ có cơ chế là đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trên tay như này luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thứ nhất là có cơ chế đóng ngắt trên tay này, rất là tiện luôn. Đó. Có thể dùng đóng ngắt trên tay. Đấy, điều khiển tăng giảm áp lực nước cực kỳ là tốt luôn nhá. Và có cái đầu cao su để giúp các bác massage cơ thể này. Và có các cái chế độ điều chỉnh này. Đấy, nước 1, nước 2, nước 3, nước 4 tùy theo. Và có dây cho các bác luôn nhá. Dây thì dài khoảng 1m2 nhá. Đấy, chọn bộ như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá. Dùng để tắm massage kỳ cọ này rất là tốt luôn. Khi tắm thì các bác massage cho cơ thể kỳ cọ được luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá. Đây các bác nhá. Nó sẽ là một cái dòng vòi sen như này rất là tiện này. Khi tắm thì các bác có thể kỳ cọ vệ sinh này. Đấy, và rất là nhiều cái chế độ xịt khác nhau, nó cũng giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, rất là khỏe nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý các bác này. Một cái sen tắm cao su như này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen tắm cao su này. Đó, sen tắm này. Sen tắm cao su.
giá của nó sẽ là 130k nhé, 130.000 cho cái bộ sen 8 cao su như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì giá chỉ có 40 cành thôi và sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn. Một hộp của nó là 50 miếng và giá có 40.000, tính ra chưa đến 1.000 cho một miếng này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán kèm thêm cho các bác là 50 gói thuốc. Đấy. 50 gói thuốc như này. Mỗi bịch này của nó bao gồm là 2 gói, các bác bóc qua cho em. Đó, bóc qua cho em này. Đấy, sau đó thì sẽ có cho các bác là 50 cái miếng dán như này. 50 cái miếng dán như này. Về nhà thì các bác bóc cái phần giấy băng dính này ra. Đó, bóc cái băng dính này ra cho em. Sau đó thì các bác sẽ đặt cái phần gói thuốc này lên. Gói thuốc đặt lên thì lưu ý các bác là đặt cái phần chữ này vào cái phần dán nhá, đặt phần chữ vào phần dán. Đấy, quay phần chữ vào phần dán như này. Sau đó thì các bác dán luôn lên cái gan bàn chân này cho em. Đó. Cái này thì các bác khuyến khích các bác là nên dùng ban đêm nhá. Thế ban đêm mình đi ngủ này thì cái phần cơ thể bàn chân mình nó sẽ được thư giãn và nó sẽ mồ hôi nó ra và nó sẽ hấp thụ cái các loại thuốc vào đây, các loại thuốc vào đây và nó sẽ thải cái độc của gan bàn chân đi rất là tốt. Gan bàn chân là một trong những cái huyệt đạo cực kỳ là nhiều, rất là nhiều huyệt đạo và nhiều các cái phần rất là quan trọng để giúp cho máu huyết lưu thông nhá. Đó thì một cái bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 gói. Đấy, 50 gói các bác dùng được nếu các bác dùng hai chân là được 25 lần. Dùng hai chân là được 25 lần nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là thải độc chân nhá, thải độc chân. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thải độc chân. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy, về nhà các bác dán bên này cho em. Đó thì là đây các bác dán theo cái chiều dọc như này. Đấy, theo chiều dọc gan mặt chân như này là ok nhá. Đó. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thải độc chân. Thải độc chân. Thải độc chân giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp này thôi. Giá chỉ có 40.000 cho một hộp thải độc chân như này thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác này khi mình dán xong mình bóc ra là nó sẽ như này các bác này. Nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, bóc ra sau đó thì mình dán vào. Đấy, dán vào cái gan bàn chân như này cho em. Đó, sau đó thì đến sáng dậy thì mình bóc nó ra. Đó, và nó sẽ giúp cho cái máu huyết được lưu thông. Đấy, rất là tốt cho cái bàn chân của mình nhá. Đấy, khi bóc ra nó sẽ như này này. Bóc ra nó sẽ đen xì như này. 5m là 220m, 3m. Đấy, rất là tốt cho bác luôn. Miếng dán thải độc chân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chậu thớt nhá. Cái này vừa làm chậu vừa làm thớt được luôn. Đó thì rất là tiện, các bác ấn xuống như này cho em này. Ấn như này cho em thì nó sẽ làm một cái chậu này để các bác rửa rau rồi vệ sinh các thứ rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái van như này để các bác có thể xả nước trực tiếp ở trên chậu luôn. Xả nước trực tiếp trên chậu nhá. Đấy, các bác có thể đậy nắp vào này. Đấy, hoặc đẩy ra này, đẩy ra. Nó rất là tiện, nó có gioăng nhá. Đấy, các bác có thể xả nước trên chậu được luôn. Và con này thì nó rất là tiện dụng nhá. Khi các bác đẩy lên thì nó sẽ làm một cái thớt như này. Thì các bác dùng để thái rau rồi nói chung là làm hết các công việc đều được hết nhá. Lên cho em là thớt chậu nhá. Đấy, thớt chậu. Thớt chậu con này thì đang bán là bao nhiêu nhỉ? Đang bán là 70.000 đợt này, thanh lý cho bác giá chỉ còn là 50k nhá. 50.000 bán xả lỗ luôn. 50k cho một cái thớt chậu như này. Vừa là thớt vừa là chậu luôn. Đấy. Thì khi các bác đẩy ra xuống như này, đẩy xuống như này nó sẽ làm cái chậu để cho các bác dùng để mình rửa rau này rồi là nói chung là làm các công việc đều được hết nhá. Hoặc là bác nào hay có thói quen là ngâm chân thì mình dùng con này để mình ngâm chân cũng được, nó rất là tiện. Dùng xong thì mình lại đẩy lên như này cho em. Đó, sau đó thì mình dựng gọn lên cho nó khô khao là được nhá. Lên cho em là thớt chậu, giá sẽ là 50.000 cho một cái thớt chậu như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục con thớt chậu này thì kích thước chiều dài của nó thì nó tính phủ bì thì nó vào khoảng là 35-37 cm, chiều ngang thì khoảng 30 cm nhá. Đấy là tính phủ bì các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba nhá, hàng của thương hiệu Toshiba đây. Lên cho em là sấy tóc trắng nhá, sấy tóc trắng hàng của Toshiba này, rất xịn sò cho bác luôn. Công suất của nó là 1200W. Đấy, điện 220V. Con này về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em, sau đó thì mình lúc nào mình dùng thì mình chỉ đẩy công tắc lên cho em là xong thôi. Hàng của Toshiba nhá. Cực kỳ chất lượng luôn và dây giãn theo kiểu dây điện thoại như này. Các bác có thể kéo dài tùy ý, các bác chỉ cần để trên bàn này hoặc là nó có một cái phần ốc vít đây. Các bác treo lên cái khu vực nhà tắm cho em. Đấy. Nó sẽ hít như này thì các bác cứ treo dọc lên cái phần nhà tắm như này này. Đấy, treo lên nhà tắm như này khi hoặc là treo lên tường lúc nào mình dùng thì mình lấy xong đó mình lại sập vào như này cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là bao nhiêu nhỉ?
Các bác lên cho em là sấy tóc trắng nhá, sấy tóc trắng hàng của Toshiba. Đó, sấy tóc trắng giá sẽ là 300.000. Một con máy sấy tóc này rất là ngon lành cho bác luôn. Đó, sấy tóc trắng này. Sấy tóc trắng giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đây mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh. Thì nó sẽ là một con đèn pin rời như này. Đèn pin rời như này. Có kèm cho các bác là một cái điều khiển này. Và một con đèn 3 cánh này rất là tuyệt vời luôn. Siêu sáng luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình di chuyển đi. Để mình dùng để ăn cơm, ăn nước này. Hoặc là làm đồ, làm nghề hoặc sửa chữa. Rất là tiện, đẩy cái này lên cho em này. Rất là sáng luôn. Và có điều khiển từ xa như này nhá. Có điều khiển từ xa như này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng nhá. Và không có người đi đến thì nó sẽ lại tắt nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, bật lên tắt đi này. Bật lên này có chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhé. Con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước này. Hoặc là dùng để lấy ánh sáng trực tiếp. Ở các không gian đều ok hết nhá. Đó. Và nó sẽ có cái chân cắm sạc cái này các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng cho các bác luôn. Thì các bác cắm năng lượng mặt trời vào cái này cho em. Đó. Lưu ý cho các bác là cái này thì khi mà mình cắm sạc vào là nó sẽ tắt đèn, cho nên là khi các bác dùng thì để cho em ở cái vị trí thấp. Và con này nó có tác dụng dùng để di chuyển được, cho nên nó rất là tiện. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 nhá. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000. Đó. Đầy đủ cho các bác phụ kiện, ốc vít, ốc viếc đầy đủ hết cho các bác luôn. Đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 190.000. Đấy. Đèn năng lượng 3 cánh này. Đó. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh này. Đèn năng lượng 3 cánh nhá, 3 cánh, giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái mài gót chân các nhá. Máy mài gót chân. Con này thì rất là tiện ích luôn, để các bác dùng để mình chà gót chân để cho nó các cái gót chân của mình nó sẽ hồng hào và không bị thô ráp các nhá. Máy mài gót chân thì rất là tiện. Có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái viên pin đấy nhá. Một cáp sạc một cáp sạc và một viên đá nữa. Phụ cho các bác là một viên đá nữa. Đây, đẩy lên như này. Đấy, các cái phần tay chân các bác bị da khô nứt nẻ này, rồi là các cái phần gót tay gót chân các bác sử dụng con máy này các bác mài đi chưa? Nó rất là tiện dụng. Đấy, khi các bác tắm xong này thì các bác mài chà đi chưa? Đó, gót tay gót chân hoặc phần gan bàn tay bàn chân nhá. Đấy, các bác mài chà đi chưa? Rất là ok luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là một con máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là máy mài gót chân rất là tiện luôn. Có kèm cáp sạc như này cho các bác về nhà các bác rất là tiện dụng khi mà sử dụng. Đấy, ngoài ra thì bên shop có bán thêm cả cái cao ngựa nữa. Cầm cho anh lọ cao ngựa này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho lọ cao ngựa và con máy mài gót chân này là 100 nhá, 100. Đó. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Máy mài gót chân này. Máy mài gót chân giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho con máy mài gót chân như này. Và ngoài ra thì bên shop có bán thêm cái cao ngựa này, khi các bác mài xong thì các bác bôi vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Đó, mài xong thì các bác bôi vào cho em rất tiện ích nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ cao ngựa như này, các bác bôi lên. Đấy, bôi lên các cái phần da như này, nó sẽ giúp cho các bác là da nó sẽ tái tạo da và giúp cho phần da của mình nó sẽ mềm mại các nhá, mềm mại. Đấy, giữ độ ẩm cho da rất là tốt luôn. Lên cho em đó là cao ngựa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Giá của nó sẽ là 30.000. Lên cho em là cao ngựa nhá. Đấy, nó sẽ là làm mềm rất là tốt luôn các bác này. Đấy, sẽ làm mềm da rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác dùng xong thì các bác bôi lên cho em để nó tái tạo giúp làm mềm da. Lên cho em là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100 và cao ngựa sẽ là 30.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo 10. Đấy, bắt đầu miền Bắc vào mùa mưa bão hoặc là cả nước đang mưa bão rất là nhiều nhá. Thì các bác dùng cái keo dán tôn này cho em nó rất là tiện. Bản của nó là 10 cm, chiều dài thì khoảng là từ 5m trở lên. Đấy, trên dưới 5m nhá. Lên cho em là keo 10 này, keo 10. Giá sẽ là 40.000 trên một cuộn như này nhá. 40.000 trên một cuộn keo 10 như này. Đấy, thì con này nó dán rất là tốt luôn, chịu được nhiệt độ cao nhá, từ âm 40 độ đến 7. Đấy, 700 độ C nhá, đến 110 độ C. Đấy. Bám dính của nó rất là tốt luôn, lên tới 700% nhá, độ bám dính lên tới 700%. Chịu được nhiệt độ là 110 độ C lên tới âm 40 độ C, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng. Bản 10 cm thì các bác dán lên các cái phần mái tôn, phần bị thấm dột các bác nhá.
thì các bác này, ví dụ như là một cái thùng nó đang bị chảy như này, các bác chỉ cần bịt vào cho em là xong. Đó, đây các bác thấy không, dán giữ nước rất là tốt luôn, các bác thấy không. Đấy, thì nền nhà rồi các cái phần tường hoặc là trần nhà bị thấm rột này, đấy, các bác dùng cái keo dán tôn này dán lên cho em. Ở trong thì nó sẽ có một cái lớp màng mỏng, các bác bóc cái màng ấy ra trước, sau đó thì mình sẽ dán lên các cái phần bị thấm rột này, mái bằng này, mái tôn này, rồi là tường này, rồi nói chung là tất cả các vị trí đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần dán lên cho em, đặc biệt là đang mùa mưa như này. Đấy, để nó thấm rột thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công trình nhà mình. Đó, và rất là bất tiện. Đấy, mưa rột vào trong nhà thì các bác chỉ cần dán lên cho em là ok. Lên cho em là keo dán tôn, giá chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Có lên cho em là đuôi lò xo A này. Con này thì giá chỉ có 35.000 thôi, rất là tiện. Các bác chỉ cần là về nhà các bác cắm điện cho em, bật công tắc lên và xoáy bóng vào đây. Xoáy bóng vào đây cho em là xong. Đó, đuôi lò xo A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Có thể xoắn như này. Đấy, xoắn đảo vị trí các kiểu con đà điểu được luôn. Đó, xoay vòng như này để các bác đưa vào cái vị trí nào mình cần chiếu sáng nhá. Lên cho em là đuôi lò xo A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35k nhá. 35k thôi cho một cái đuôi lò xo như này. 35.000, rất rẻ và tiện dụng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sách nói nhá, sách nói. Đây là cái sách quý song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, các bác có thể dùng cho các bé cấp 1, cấp 2 đều sử dụng được hết nhá. Đặc biệt là mầm non và cấp 1 nhá. Đặc biệt là mầm non cấp 1, sách quý song ngữ cho trẻ em. Đấy, nó sẽ có hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt nhá. Con này thì bên shop bán nó sẽ là 110.000 và không kèm pin nhá. Về nhà thì các bác tự mua pin thôi. Còn cái này em chỉ lắp mẫu và để em review cho các bác xem thôi. Đó, lưu ý các bác vậy, không đến lúc các bác lại bảo là sao không có pin. Đấy, cái này thì nó không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin giúp cho em. Đó, em bán là không kèm pin. Giá sẽ là 110.000 cho một cái sách nói như này. Về nhà các bác lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều cho em nhá. Lắp đúng chiều này. Đấy, sau đó thì mình bật lên này. Nó sẽ có cho các bác là hai phím này, một phím nguồn là màu vàng này. Phím nguồn màu vàng, còn cái phím khi các bác sử dụng trang nào thì mỗi trang nó sẽ có một cái phím của nó riêng. Đấy, phím nguồn của trang riêng. Đấy, tên lửa này. Đấy, tiếng Anh rocket. Đấy, rocket tên lửa tiếng Anh. Đấy, có ca nhạc này, có câu hỏi này. Đấy, có đọc sách này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái lời biếng và cầu thả. Cái đấy nó chỉ có chân dẹt thôi. Chỉ mắc cái nút, rồi là vào cả nắm sợi ném xuống đất. Cô có một người hầu gái làm ăn chăm chỉ, nhặt những quãng sợi vứt đi, đem giặt, xê lại và dệt được một chiếc áo đẹp. Một chàng thanh niên hỏi cô gái lời biếng làm vợ. Không có. Tối hôm làm lễ cưới, cô dâu. Đấy thì có đọc sách này, có tiếng Anh này, có tiếng Việt này, có ca nhạc này, xe đạp này. Đấy, tiếng Anh này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Và có rất nhiều chủ đề cho các bác nhé. Rất nhiều chủ đề cho các bác này. Rất nhiều chủ đề, rất nhiều ngôn ngữ này. Xe cộ này, sách vở này, quần áo này. Đấy, trái cây này, động vật này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhé. Sách nói, giá sẽ là 110.000 cho một quyển sách nói như này. Rất là tiện dụng, các bác có thể mua để làm quà cho các em nhỏ cũng rất là ok. Đấy, làm quà sinh nhật, ông bà mua cho cháu hoặc là bố mẹ mua cho con. Lên cho em là sách nói, giá sẽ là 110.000 nhá. Sách nói 110k, 110.000 cho cái quyển sách nói như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút thổi bụi điện nhá. Con này thì nó chạy bằng điện cho nên là em lên nó sẽ là hút thổi bụi điện. Và con này thì nó sẽ là cả hút cả thổi luôn. Đấy, và nó chạy bằng điện nhá. Công suất của nó thì con này thì trước em lên nó sẽ là hút bụi xanh nhưng mà nhiều khi lại nhầm. Đấy, hàng của thương hiệu Masika này. Masika, hàng của Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đấy, đây. Điện 220V, dung tích của nó sẽ là 1600 min trên phút nhá. Đấy, 2,3 khối. Đấy, và 650W, 650W, hàng của Masaki, hàng của Nhật nhá. Thì con này cả hút cả thổi luôn. Đấy, cả hút cả thổi luôn. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Con này nó chạy bằng điện. Đấy, bên shop có cả loại chạy bằng pin và con này là chạy bằng điện cho nên là lên cho em là hút thổi bụi điện. Giá thì bên shop đang gửi tới đừng mài bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đây, con này thổi cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ test cho bác xem này, thổi này. Đây. Thấy không? Thổi tung dài lên luôn nhá. Thổi tung dài lên luôn các bác. Đấy, đây. Thổi cho bác xem này, tung dài luôn.
thổi tung dày luôn các bạn. Đấy, thổi rất là khỏe luôn. Khi các bác muốn dùng chế độ hút thì mình đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, dùng chế độ hút thì mình xoáy cái này ra này, sau đảo chiều vào đây. Đấy, đảo cái chiều này đi chưa? Đảo chiều này đi này. Đấy là chế độ hút này. Và các bác lắp cái đầu hút này vào đây, cái đầu hút này vào này. Đấy là chế độ hút này. Đây. Hút thì các bác cái này mình hút thôi. Hút rất là sạch luôn nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ chế độ vừa cả hút cả thổi nhá. Đấy. Cả hút cả thổi đây, cái phao của nó này. Đấy. Cả hút cả thổi luôn nhá. Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá, chạy bằng điện. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác có thể mua về để thổi lá cây này. Nhà bác nào sân to nhiều lá cây này, hoặc các bác nào làm thợ làm nghề hay cần phải thổi bụi vệ sinh các kiểu thì các bác dùng con này cho em, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện này. Hút thổi bụi điện. Thổi bụi điện giá sẽ là 260.000. 260k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con này nó sẽ là một cái sản phẩm rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó là cái giá inox nhá. Các bác lên cho em là giá inox. Con này thì các bác bắt vào các cái phần khu vực của cái vòi chậu rửa để mình đựng bú rác rồi khăn rửa bát các kiểu cho vào đây. Các bác bắt vào đây cho em này. Đấy. Các bác lắp vào cái đầu này cho em nhé. Đấy. Lắp thì mình sẽ lắp nó sập vào đây. Đấy, các bác lắp sập vào đây cho em. Đó, xoay đi cho nó sập vào đây. Lắp sập vào đây này, sau đó thì các bác xoáy cái phần đầu này vào này. Xoáy cái đầu này vào cái chậu rửa này. Chậu rửa rửa bát đũa đấy. Đấy, các bác xoáy vào đây cho em. Đấy là nó sẽ kết nối vào nhá. Rất là tiện dụng luôn. Thì con này các bác xoáy vào cái chậu rửa bát là ok nhá. Và cái vòi chậu rửa bát này là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 trong cái giá inox như này. Cái này thì nhà nào cũng có chậu rửa bát và cũng bắt buộc phải có cái giá này để mình sử dụng nó rất là tiện. Đấy thì đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox này. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k. 30.000 cho một cái bộ giá inox như này. Đây. Thì các bác nhá, nó sẽ là một cái giá như này rất là tiện dụng luôn này. Bình thường nếu các bác sử dụng thì nó sẽ vướng víu nhưng mà có con giá này rất là tiện. Các bác có thể để các cái đồ của chậu rửa bát rồi vắt khăn vắt chiếc đều ok hết nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, lắp đặt thì nó đúng như trên video này thôi, rất là tiện. Thì các bác chỉ cần là cho vào sau đó thì mình bắt vào cho em này là xong. Đó, bộ sản phẩm của nó thì đầy đủ như này, về nhà các bác chỉ lắp đặt vào cho em là xong. Rất là tiện. Đấy, đây các bác xoáy ra này. Xoáy vào cho em này, sau đó thì mình để chậu rửa chiếc khăn chiếc các thứ. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Lên cho em là giá rửa bát nhá. Đấy. À giá inox nhá, lên cho em là giá inox. Chỉ có 30.000 cho một con giá inox mà thôi. Đấy, bình thường các bác dùng như này thì nó rất là bẩn thỉu nhá. Nhưng mà đây, các bác chỉ cần xoáy vào, lắp vào cho em là xong này. Đấy, đặt các cái thứ lên rất là tiện luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, lên cho em là giá inox nhá, giá inox 30k. 30.000 cho một con giá inox như này. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Đây. Đấy, sản phẩm như này các bác này. 30.000 nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào cho em là xong. Đấy, xoáy vòi ra lắp vào cho em là xong. Lên cho em là giá inox 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá, ép tỏi, hàng của thương hiệu Winling của Đức. Đây, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Đây thì nó sẽ là một con ép như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác cho tỏi, cho tiêu, cho các loại hạt vào đây. À, các loại củ quả ở đây mình ép này. Và cái đầu này của nó thì nó sẽ là lồi ra hết như này, cho nên khi các bác ép nó sẽ đẩy ra hết luôn. Lên mã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Winling hay hình người của Đức. Hàng inox 304 nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Khi các bác ép thì cái đầu này nó lòi hết ra như này, cho nên các bác yên tâm. Đấy, ép là nó sẽ đẩy ra hết luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đó. Lên cho em là ép tỏi nhá. Đó. Ép tỏi giá thì sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ ép tỏi như này. Đó, 100k cho cái tay ép tỏi nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dao gọt của Đức nhá. Các bác lên cho em là dao gọt Đức. Con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức, dài khoảng 22 cm. Đây, made in Germany này. Đó, made in Germany. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Cực kỳ chất và xịn sò cho bác luôn.
Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem qua theo. Nó rất là bén luôn các bác theo. Siêu bén luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng liền thân nhá. Dòng cán liền thân như này và có phủ một cái lớp cao su để một cái lớp nhám, gọi là đánh nhám chứ không phải cao su đâu. Đánh nhám để chống trơn trượt nhá. Chiều dài của nó khoảng 22 cm. Con này thì các bác dùng để gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Đấy, dùng để mình gọt hoa quả này rồi là nói chung là ăn hoa quả hoặc thái rau thái dứa cũng được, rất là tiện. Đó, gọt hoa quả chủ yếu là gọt hoa quả là rất là ok luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là dao gọt Đức nhá. Gọt Đức giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một con dao gọt Đức như này nhá. Lên cho em là gọt Đức giá sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là gọt Đức này. Gọt hàng của Đức mà, lên cho em là gọt Đức giá của nó sẽ là 70k trên một con nhá. 70.000 trên con dao gọt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm. Qua lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ có 108 hạt và có một cái bông sen tròn ở giữa như này. Đấy, một bông sen tròn ở giữa này. Con này thì sẽ giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Đó, giá nhập của nó sẽ là 1.800.000 Việt Nam đồng nhá. Nhưng mà hôm nay thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 thôi. Giá thanh lý cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, Trầm Hương cao cấp Tống Gia này, 1.800.000 này. Đó, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Và hôm nay thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 50k trong cái vòng trầm gỗ này thôi. Rất là đẹp luôn. Đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và đây thì nó sẽ đựng trong cái hộp gỗ cực kỳ xịn sọ như này. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Và hàng này thì giá phân phối cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá thì sẽ là 50k nhá. 50k trong con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Giá chỉ có 50.000 thôi. Giá siêu tốt cho anh em luôn, siêu tốt cho anh em luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác về các bác cắm cái tàu ô tô là sử dụng cho em là ok. Đấy, thì ngoài ra nếu mà bác nào không có ô tô thì mình vẫn có thể sử dụng bình thường bằng cách là bác nào nhà các bác có cái áp quy 12V nhá. Con này nó sử dụng điện 12V, có áp quy 12V cho em. Thì cái phần điện dương là các bác đấu vào cái phần lõi trong này, điện âm đấu với dây ngoài này cho em. Dương là cái phần lõi tròn này và âm là cái phần dẹt này. Đó, thì nó sử dụng điện 12V và động cơ không chổi than, chạy bền bỉ xuyên ngày xuyên đêm được luôn. Đấy, có thể xoay 360 độ này, rất là tiện dụng này. Có công tác bật số 1, số 2 nhé. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái quạt ô tô như này nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô, giá sẽ là 130k. Đó, lên mã giúp cho em là quạt ô tô này. Đó. Quạt ô tô giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái pin 18650 nhá. Pin 18650 như này. Con này thì nó sẽ là dòng pin Ultra nhá. Đấy, Ultra các bác này. Đấy, pin Ultra Li-ion nhá. Đấy, pin Li-ion này. Đấy, 18650 này, 6800 mAh. Đó, và pin của nó là pin Li-ion 3.7V nhá. Pin Li-ion 3.7V như này. Pin 18650. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một quả pin như này nhá. Lên cho em là pin 18650 này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là pin 18650. Pin 18650. Giá của nó sẽ là 30k trên một viên nhá. 30k trên một viên. Đó. 30.000 trên một viên pin 18650 như này. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Các bác có thể mua về để mình đóng pin hoặc là sử dụng cho các cái công việc đều ok hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 130.000. Giá sẽ là 30.000 cho một viên. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Đèn wifi con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và nó rất là tiện ích luôn. Cái phần đầu thân của nó thì bằng hợp kim này, còn lại là cái phần này bằng nhựa này. Bên trong của nó là sử dụng hai quả pin 18650 luôn, siêu khỏe luôn. Đèn thì rất là sáng nhá, có thể điều chỉnh pha nhá, rất là sáng cho các bác luôn. Có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này và chế độ nhấp nháy này. Đấy, và sẽ có chế độ cảm biến nhá. Đấy, bật lên này, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần gạt tay qua như này là nó sẽ bật tắt cho các bác này. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, siêu nhạy luôn. 10 cái ăn cả 10 nhá. Đấy, và có quai đeo như này cực kỳ là ôm đầu luôn. Quai mềm dai cực kỳ ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130.000. Đó, lên cho em là đèn wifi.
giá sẽ là 130k nhé, 130.000 cho con đèn wifi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng, à bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ là hình viên ngọc như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có màu vàng và màu bạc. Đấy, đây, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc cho các bác nhá. Đấy. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là một dòng bật lửa mà có đính hai viên ngọc màu đỏ này rất là đẹp này. Đấy, đính viên ngọc màu đỏ này rất là đẹp luôn. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 trong con bật lửa ngọc như này, hàng cao cấp cho các bác luôn. Con này thì về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá. Đấy, nó là dòng bật lửa đá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em. Hàng VIP Pro cho bác luôn. Mạ vàng 18 carat và con này là mạ bạc nhá. Đó, mạ bạc. Đó, rất là đẹp luôn. Bền bỉ, giữ màu cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ có hình viên ngọc như này. Cho nên các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì con này về nhà các bác tự cho xăng thơm hoặc cho dầu vào cho em nhé. Cho xăng thơm, cho dầu cho em, nó có sẵn đá đấy rồi. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một em bật lửa ngọc như này. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đó. Bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k trong con bật lửa ngọc như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là bọt như này, bọt như này. Đấy, thì ví dụ như là nó hương chanh rất là thơm luôn. Thì con này là hương chanh tự nhiên nhá, và chiết xuất tự nhiên rất là thơm. Thì bàn bếp này rồi bếp ga rồi các khu vực nào mà bị dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em cực kỳ là hiệu quả luôn. Dung tích của nó sẽ là 500ml nhá, 500ml. Các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp, giá thì sẽ là 45.000. Đó. Lên cho em là xịt bếp này, đó. Lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một chai xịt bếp như này, rất là tiện dụng luôn. Đó, lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 45k. Rồi em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Cái chai xịt bếp này dùng rất là tiện. Đây các bác này, nó rất là tiện này. Ví dụ như là các cái phần bếp nhà mình nó bị hoen ố gì sét không đánh đi được này. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác đánh đi cho em là sạch luôn. Đấy bác theo. Đây. Đấy, con này thì công dụng của nó cực kỳ hiệu quả luôn và hương chanh tự nhiên rất là thơm nhá. Đó, xịt bếp đa năng. Làm sạch rất hiệu quả nhá. Đó. Các bác có thể xịt tẩy rửa đi rất là sạch luôn. Đấy, vết bám dầu mỡ cặn bám các thứ liên quan đến mỡ là nó tẩy rất là tốt và hương chanh rất là thơm không bị hắc. Giá thì chỉ có 45.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Lên cho em là xịt bếp các bác nhá. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ dao Nhật các bác nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Nhật đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này các bác này. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn. Và đây là chọn bộ sản phẩm này, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ này, một giá đỡ, một kéo này, và sẽ có cho các bác là bốn con dao nhá, bốn con dao luôn. Đây. Đấy, sẽ có cho các bác là bốn con dao như này, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó, bốn dao, một kéo, một giá đỡ, một rũa. Đó, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là như này. Đấy, thì con dao nặng này thì nó vào khoảng là 4 đến 5 lạng này, 4 đến 5 lạng. Còn con nhẹ này thì nó vào khoảng là 3 lạng. Và đây là một con dao thái này, và đây là một con dao gọt này. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, 1 rũa, 1 liếc. 4 dao này, 1 rũa, 1 kéo và một cái giá đỡ như này nhá, một cái giá đỡ như này. Đó. 4 dao, 1 đấy, một giá đỡ như này. Và chọn bộ sản phẩm như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bộ dao Nhật nhá. Bộ dao Nhật, đó. Lên mã cho em là bộ dao Nhật 7 món này, 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ nữa là 7. Đấy, lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Các bác các bác lên cho em là bộ dao Nhật nhá. Đó, bộ dao Nhật này. Giá của nó sẽ là 930.000 nhá, 930k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Và bên em có chính sách ưu tiên nếu bác nào mà chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì bên em tính tròn cho bác giá là 900.000 thôi. 900k. Đấy, còn nhận hàng thanh toán thì sẽ là 930.000. Đấy, lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá, bộ dao Nhật 7 món. Đấy. Bộ dao Nhật 7 món nhá, giá của nó sẽ là 900.000 đối với các bác nào chuyển khoản hết. Còn 930.000 là nhận hàng thanh toán, là 930.000. Đó, thì ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này, một giá đỡ rất là ngon lành xịn sò như này này, một cái giá đỡ các bác này. Đấy, một giá đỡ này,
kèm thêm cho các bác là một cái liếc này, một cái liếc các bác lắp đây cho em nhé. Đó, và một con kéo này. Con kéo này của nó thì cũng rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, kéo rất là chắc chắn và ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này. Rất chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Một con kéo rất là đẹp này. Đấy, tiếp theo thì sẽ đến cho bác đầu tiên là một con dao gọt này. Con dao gọt này, con này cũng rất là bén luôn con này. Đấy, dao gọt rất là bén luôn. Dao gọt rất là bén luôn. Con này thì dài khoảng 20 cm nhá. Đấy, Japan quá này. Đó, đây Japan Wattbo Japan cho bác này. Đây. Wattbo Japan quá này. Đó. Tiếp theo thì sẽ đến cho bác là một cái con dao dao Thái này. Con Thái này thì bên em có bán lẻ nhá. Con này bên em đang bán lẻ, giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, nếu các bác mua lẻ thì lên mã giúp cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đó. Hàng siêu bén cho bác luôn. Đó. Lên cho em là dao vuông. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con dao vuông như này. Nếu mua lẻ là nguyên con này là 180.000 nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai con dao. Một con dao Thái bản to nhá. Con này cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Thái bản to như này rất là bén quá này. Đó. Con này thì các bác dùng để băm nhẹ này, băm nhẹ. Đấy, con này thì nặng khoảng 2 đến 3 lạng này. Đấy, con này thì từ 4 đến 5 lạng này. Con này các bác dùng để chặt thoải mái luôn nhá. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Thì chọn bộ như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Và chọn bộ bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 930.000. 930.000 cho một cái bộ dao Nhật như này nhá. Giá của nó sẽ là 930.000. Còn các bác mua chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác là giá là 900. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Lên mã giúp cho em là V46 này, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết trong một cái hộp như này. Đấy, 46 chi tiết trong một hộp như này. Đầy đủ chọn bộ cho bác xem luôn. Ốc vít, ốc viếc nói chung là đầy đủ hết nhá. Combo cho các bác 46 chi tiết như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì đặt trước giá gửi tới các bác là 130.000. Cầm thêm cái dây điện vàng. Đợt này bên shop về cho bác giá còn tốt hơn rất là nhiều luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này nhá. Bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11, 22 đầu vít này. Một tay công, một tay nối dài này, một tay ngoắt nghéo này. Tay công, tay nối dài, tay ngắt nghéo đầy đủ cho các bác luôn. Và các bác có thể lắp trực tiếp vít vào tay công như này nhá. Đấy, lắp vít vào tay công như này. Con này thì có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều cho các bác luôn. Các bác có thể sử dụng đảo chiều này, hoặc là các bác có thể sử dụng trực tiếp cái phần tay công này cho em này. Đây, tay công này cho em. Đó, để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Tay này thì các bác sử dụng tay vít này, tay vít này. Đấy, hoặc các bác có thể dùng tay công nối dài này. Ở đây nó sẽ có cả tay công nối dài cho bác luôn. Đấy, tay công nối dài cũng rất là ngon luôn. Đấy, thì các bác có thể sử dụng tay nối dài này cho em này. Đấy. Khi các bác lắp thì cái bi này nó rất là chặt, cho nên là các bác lắp đúng lẫy bi và lắp chặt vào cho em là ok nhá. Đấy, đúng lẫy chiều bi và lắp chặt cho em là xong. Ok, đó. Ở đây nó sẽ có một cái phần mắt cá bi nhá. Mắt cá bi cho nên các bác đúng lắp đúng phần mắt cá bi cho em. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu là điểm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết luôn. Đó. Đấy, trên dưới 40 chi tiết nhá. Bên em gọi nó là V46 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là V46, giá sẽ là 120.000. Về nhà các bác làm nghề sửa chữa rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là V46 này. V46 giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho bộ V46 như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop. Bên shop tiếp tục về cho bác cái dây điện vàng nhá. Dây điện vàng này. Con này thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho một cuộn dây chấm 5 như này. Dây của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là sử dụng dây dài 30 m nhá. Dây dài 30 m rất là chất lượng cho bác luôn. 195.000 hàng nội địa của Nhật nhá. 195.000 hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất chất lượng các bác nhá. Dài 30 m. Con này dây dài 30 m luôn. Dây lõi đồng 1.5 dài 30 m. Các bác lên cho em là dây vàng nhá. Dây vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là dây vàng này. Dây vàng 1.5 nhá, dây vàng 1.5. 1.5 chấm nhá. Giá của nó sẽ là 195k. 195k cho cái dây vàng 1.5 như này. Đấy, dài 30 m. Cuộn này của nó sẽ là dài 30 m nhá. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Lên cho em là dây vàng, giá sẽ là 195.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây xanh này. Dây xanh này thì cũng là hàng nội địa của Nhật và con này nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5 và bên shop đang gửi lõi 2.5. Đấy thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó sẽ theo biểu nhá. Nó sẽ có theo biểu cho các bác luôn. Đó. Theo biểu cho các bác thì ở đây nó sẽ là dòng dây 2.5, hàng dây lõi đồng. Đây. Đấy, Japan này, đấy Japan CU này.
Japan CU. Đấy, chịu công suất của nó là 300 đến 500V FA2.5. Đấy, Japan CU nhá. Thì con này của nó dây 2.5 cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, thì cái này của nó lõi 2.5 và dây của nó là dây lõi đồng 2.5 siêu mềm và dày dẫn chắc chắn, cho nên cái giá nó sẽ tốt hơn một chút các bạn, giá nó sẽ tốt hơn một chút. Thì các bác lên cho em là dây xanh nhá. Thì bên em có loại 5m, loại 10m và loại 30m. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. 5m, 10m và 30m. Các bác muốn lấy cỡ nào thì lấy, để cho nó phù hợp với cái công năng mục đích sử dụng của các bác. Thì bên shop bán nó sẽ có cái biểu như sau nhá. Đấy, có cái biểu như sau cho các bác này. 5m thì nó sẽ là 220.000. Đó. 5m, dây 5m thì sẽ là 220k nhá. Các bác lên cho em là dây xanh 2.5 nhá. Dây xanh. Đấy, 2,5 ly này. Các chiến công trình dùng máy móc thoải mái luôn, dây xanh 2,5 ly. Đó, 5m 220, 10m thì nó sẽ là 330.000, 330k. Và 30m thì nó sẽ là 650.000 nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo vá tường này. Đây, nó sẽ là một cái dòng keo rất là tiện ích các bác này. Ở đây thì nó sẽ là cái dòng keo như này, nó như là một cái đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo đặc biệt cho các bác luôn. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần tường mà nó bị bong nứt rồi thấm rột rồi gọi là bị ẩm ướt ấy, nó bong chốc ra thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, các bác nặn ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lớp keo như này. Đấy, vá lên tường rất là tốt luôn. Đấy, cái này của nó thì nó khá là đặc, nên là các bác phải nặn thì nó mới ra được các bác nhá. Đó, nó rất là đặc các bạn. Đấy, rất đặc luôn, thì khi mà các bác dùng mình cho lên tường nó rất là tốt. Đấy, đây. Các bác có thể là ví dụ như là tường bị thấm rột này các bác. Ấy vào cho em. Đó, bị nứt bong chốc các bác quẹt vào cho em. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các lên cho em là keo vá tường nhá. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Keo vá tường này. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đây các bác nha, các cái phần tường nó bị nứt, bị bong chốc, bị thấm rột như này, các bác dùng cái này cho em. Đó, sau đó thì mình đưa vào mình gạt đi cho em là xong. Đó. Bong chốc, thấm rột rồi trẻ con vẽ rồi bẩn rồi nứt, các thứ các bác đưa vào cho em. Rất là ok luôn. Đấy, ổ điện ổ điếc các bác vá vào cho em này. Đấy, rất là đẹp nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một lọ này chỉ có 40.000 thôi. Về nhà các bác sử dụng ở các cái vị trí tường bị nứt, bị bong chốc, bị thấm ẩm các thứ các bác dùng cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là keo vá tường. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm rất là hay để các bác dùng để sử dụng trong gia đình nhà mình. Về một cái bếp nướng các bác nhé. Các bác lên cho em là bếp nướng. Giá thì hàng thì của thương hiệu Sunhouse rồi. Đây. Sunhouse thì nó là một cái dòng thương hiệu nổi tiếng nhá. Đấy. À, bề mặt phủ chống dính đá hoa cương này, đá của Mỹ nhá, đá hoa cương của Mỹ các bác này. Đấy, bền đẹp kháng khuẩn. Dung tích của nó là công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Lên mã giúp cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là rất là tuyệt vời cho bác sử dụng rồi. Và cũng rất là đơn giản thôi, nó sẽ là một con bếp như này. Kích thước thì đây em sẽ đo thực tế cho các bác xem luôn. Cái con bếp nướng này, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái con bếp nướng như này. Bề mặt của nó là tráng đá hoa cương nhá, tráng đá hoa cương. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, sử dụng điện 220V, công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Đó, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp cái này vào cho em thôi này. Đấy, lắp cái phần này vào cho em. Đây, các bác lắp cái này vào cho em, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 đi em, lắp cái này vào đây. Đó, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh chiết áp ở đây các bác này. Đấy. Đây. Lắp cái này lên này, bật lên này. Điều chỉnh chiết áp ở đây các bác nhá. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Và kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể tính cả cán thì nó sẽ là
48 nhá. Đấy, tính cả cán 48 và nguyên cái phần bếp này thì nó sẽ là 40. Phần bếp này thì dài là 40 nhá, dài là 40. Phần bếp này dài là 40 này và chiều rộng của nó là 23. Dài 40, rộng 23. Đấy, nó sẽ làm con bếp như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần khuyết như này để khi các bác nướng thì cái mỡ nó sẽ chảy xuống đây. Đấy, mỡ nó sẽ chảy đây và các bác dùng cái bát hoặc cái khay các bác hứng vào cho em. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái phần nướng tráng đá hoa cương nhá, chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó, lên cho em là bếp nướng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác với giá đó là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng mà mình ăn đồ BBQ, đó, đồ nướng, đồ niếc, các bác dùng cái này rất là ok. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000 cho một con bếp nướng như này nhá. Đó. Nói chung là con này thì rất là tiện ích luôn để các bác mua mình sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, mình ăn đồ nướng, đồ niếc là sử dụng con này rất là ok. Và giá rất hợp lý nhá. Nên mã giúp cho em là bếp nướng nhá. Bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 cho một em bếp nướng như này. Đó, 350.000. Rất tiện dụng luôn. Thì nhà các bác nào có không gian mà thích ăn những cái đồ nướng, đồ chế sẵn là các bác dùng con này kia, nó rất là tiện ích các bạn. Đấy, lên cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 nhá. Đấy, các bác lên đã giúp cho là bếp nướng này. Đó. Lên cho em là bếp nướng nhá. Đó, bếp nướng. Giá của nó sẽ là 350.000 và bao ship tại nhà cho bác luôn. 350.000 nhá. 350.000 và bao ship tại nhà cho bác một con bếp nướng như này. Nhận hàng các bác có thể cắm điện thử cho nóng ok rồi thanh toán nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng bếp nữa, đó là một cái dòng nồi lẩu nữa. Đó là các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác cũng có thể dùng để mình chiên, rán, xào, nấu đều ok hết nhá. Lên cho em là lẩu Osaka này. Đấy. Thì nó sẽ là một con nồi lẩu chất lượng như này con này. Đấy, nồi lẩu chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Osaka nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V và dung tích của nó thì đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái đầu cắm chiết áp như này. Đấy, phần vung phần tiếp của nó này. Đấy, vung được bọc để chống vỡ này. Đấy. Kính của nó là nắp kính cường lực nhá. Đấy, nắp kính cường lực cho các bác luôn. Đó. Rất là chất lượng này. Đấy, Osaka này. Rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đầy đủ luôn. Hàng của thương hiệu Osaka nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, đây là cái nắp để các bác xoáy vung này. Và nó sẽ có cho các bác một khay này để khay hấp này. Đấy. Con nồi này của nó thì nó sẽ khá là dày dẫn các bác nhá. Khá là dày dẫn luôn. Đó đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Made in Japan Osaka này. Đấy, Osaka made in Japan. Nồi này của nó khá là dày luôn và có chống dính nhá. Nồi khá là dày có chống dính luôn. Các bác chỉ cần kết nối điện vào cho em là xong. Đó, con này thì các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu đều ok hết nhá. Đấy, chiên, rán, xào, nấu đều ok hết. Đây. Cắm kết nối vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và có chiết áp điều chỉnh to nhỏ đây, có số 1, số 2, số 3 các bác có thể điều chỉnh này. Con này thì dung tích của nó khá là lớn nhá. Dung tích của nó khá là lớn luôn. 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Các bác dùng để ăn lẩu con này cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, dung tích của nó tới 3,5 lít cơ. Cho nên các bác dùng ăn lẩu cực kỳ thoải mái này. Bên ngoài của nó thì hoa văn rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn rất là đẹp này. Bên trong của nó thì tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, và khá là dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Lẩu Osaka. Giá của nó sẽ là 390.000. Đấy. Lên cho em là nồi lẩu Osaka này. Đấy, nồi lẩu này. Nồi lẩu Osaka giá của nó sẽ là 390.000 nhá. 390.000 và bao ship cho cái nồi lẩu Osaka như này. Lên mã treo là nồi lẩu Osaka. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ góc nhá. Đây nó sẽ là một cái kệ. Một cái kệ nằm ở góc như này các bác này. Đấy, một cái kệ nằm ở góc như này. Thì các bác có thể cho vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi các khu vực đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái miếng dán đây. Miếng dán này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhé. Đấy, các bác cắt ra làm đôi cho em. Cắt ra làm đôi sau đó thì mình dán quạc vào hai góc này cho em này. Đấy, cắt ra làm đôi các bác nhé. Cái này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em. Về sau đó thì dán quạc vào hai góc cho em nhé. Đó, thì con này nó rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là kệ góc này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái kệ góc như này thôi. Đó, về nhà các bác có thể bắt vào cái góc nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các khu vực nào trên bàn bếp được để các bác để muối mắm mì chính các thứ đều ok hết nhá. Đây là cái miếng dán này, về nhà các bác cắt làm đôi cho nó cho vào cho em nhá. Đấy, cắt làm đôi.
Đó, người ta sản xuất, người ta sản xuất liền như này cho nó tiện. Còn khi mình sử dụng thì mình cắt ra làm đuôi này cho em. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là kệ góc này. Đó, các bác lên cho em là kệ góc nhá. Đó, kệ góc giá của nó sẽ là 60k. 60k cho một con kệ góc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Hàng thì cực kỳ cao cấp và tiện dụng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái đầu ấy đâu, một cái đầu cắm sạc đâu. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là mình mài thôi, nó rất là tiện nhá. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi nhá. 80k. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một viên đá tròn này, nó sẽ xoay và có cả một cái viên đá mài như này nữa để các bác có thể mài thêm ở đây cũng được. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là kệ góc nhá. Giá thì lên mã cho em là máy mài dao, giá sẽ là 80.000 nhá. Máy mài dao này. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con máy mài dao như này. Đó. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần dán vào cho em là xong. Dán vào sau đó thì các bác đặt đồ lên được rất là nhiều đồ luôn. Đấy, đây là cái kệ góc nhá. Nó rất là tiện. Đó, đây về nhà các bác bóc qua dán vào cho em. Đó. Cái miếng dán thì bây giờ nó chỉ cho có một miếng thôi cho nên là về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Đấy, bóc ra sau đó dán vào. Nó hít rất là tốt luôn, thì các bác có thể để các cái đồ đoàn lên, mình không phải khoan đục gì cả. Rất là tiện, lên cho em là kệ góc. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ kệ góc như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thuốc trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy các bác nhá. Đấy, con này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, các bác lên cho em là xương khớp nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là xương khớp bọ cạp là bao nhiêu đấy? 40.000 nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đấy, được làm từ chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ hổ này, rồi là các cái loại động vật đây các bác này. Đấy. Thì lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, bôi thì độ nóng của nó rất là tốt luôn. Làm đánh tan các cái khu vực mà bị bầm tím này, đau nhức này, xương khớp. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Dùng thì rất là tốt luôn. Đó, giá thì sẽ là 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đây, còn bọ cạp này các bạn này. Đấy, chiết xuất từ bọ cạp này rồi cao hổ này. Một lọ này của nó là 18g nhá. Đó. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 40.000. Đó, các bạn lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đó. Xương khớp bọ cạp. Xương khớp bọ cạp nhá. Bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn cúc áo nhá. Các bác lên cho em là đèn cúc áo này. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một con đèn cúc áo như này. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này. Một con đèn như này và có là kèm thêm cho bác là một cái cáp sạc có nam châm hít nhá. Có nam châm hít, có móc khóa như này. Đấy, đèn nó nhỏ như cúc áo cho nên em gọi là đèn cúc áo này, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy cảnh báo này. Đó, rất là tiện nhá. Đấy. Và có nam châm hít luôn. Rất là tiện các bạn. Con này thì các bác có thể đeo móc khóa này hoặc là các bác đeo vào các vị trí đều ok hết nhá. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này, rất là đơn giản thôi. Sáng mạnh này. Đó, rất là sáng nhá, sáng chói chang luôn, sáng trắng luôn các bạn. Đó. Sáng vừa nhấp nháy này có nhá. Đó, lên mã giúp cho em là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn cúc áo như này, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k cho một con đèn cúc áo như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đó. Đèn cúc áo giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái mã đèn cúc áo như này. Con này thì rất tiện dụng cho anh em các bác sử dụng luôn. Đó, lên mã cho em là đèn cúc áo nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ móng trắng nhá, bộ móng trắng. Đấy, các lên cho em là bộ móng trắng. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là hai cái bấm móng này. Hai bấm móng này rồi một kéo và một rũa này. Đấy, bộ này thì giá của nó sẽ là 70.000. Combo cho các bác bao gồm là bốn món như này, đều là bằng inox 304 hết nhá. Dùng để bấm móng, bấm miếc các thứ rất là ok luôn. Đó, đây. Bấm móng tay, móng chân các bác này. Đấy, bấm móng tay, móng chân rồi các bác dùng để có kéo cắt, các bác dùng để vệ sinh móng tay, móng chân, rất là ok. Đó, lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là một kéo này, một cái rũa này. Đấy, con rũa này cũng rất là ngon luôn. Tất cả đều bằng inox 304 hết nhá. Inox 304. Đó, móng tay móng chân cắt xong thì các bác rũa đi như này cho em.
Đấy, lên cho em là bộ móng trắng, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Bao gồm cho bác là một cái cắt móng bằng và một cái cắt một cái chéo như này để các bác đưa vào các cái khóe, các khóe tay khóe chân mình cắt này. Đó. Và một cái kéo để các bác cắt da chết rồi tỉa lông mũi các kiểu con này điều luôn. Đó. Lên cho em là bộ móng trắng, giá sẽ là bộ móng trắng giá sẽ là 70.000. Đó, bộ móng trắng này. Bộ móng trắng nhá. Vỏ nó màu trắng như này mà lên cho em là bộ móng trắng luôn. Giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Đó. Rồi ok.